cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống, vì đời quá tươi vui, sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống, từ nay mãi mãi như.
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lỡ dở phẩm thập hạnh thứ 21 và cũng đã học xong cái hạnh thứ 9 là Bồ Tát Thiện Pháp Hạnh. Rồi còn một cái đoạn cuối là của cái thiện pháp hạnh là Bồ Tát an trụ hạnh này làm ao mát mẻ cho tất cả chúng sanh vì có thể tận nguồn tất cả Phật Pháp. Những gì là Bồ Tát chân thiệt hạnh? Bồ Tát này thành tựu 10 lời chắc thiệt đệ nhất, có thể làm đúng như lời, có thể nói đúng như làm. Bồ Tát này học chân thiệt ngữ của Tam Thế Chư Phật, nhập chủng tánh của Tam Thế Chư Phật, đồng thiện căn với Tam Thế Chư Phật, đặng lời vô nhị của Tam Thế Chư Phật, theo Như Lai học thành tựu trí tuệ. Bồ Tát này thành trụ trí biết chúng sanh thị xứ phi xứ, trí biết tam thế nghiệp báo, trí biết các căn tánh lợi độn, trí biết các thế giới, trí biết các tri giải, trí biết tất cả đạo chỗ đến, trí biết các thiền tam muội giải thoát cấu tịnh khởi phải thời hay phi thời, trí biết tất cả thế giới túc trụ tùy duyên, trí thiên nhãn, trí lộ tận mà chẳng rời tất cả Bồ Tát hạnh. Tại sao vậy? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến cho thanh tịnh. Bồ Tát này lại sanh tâm tăng thượng như vậy: nếu tôi chẳng làm cho chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng giải thoát mà tôi trước thành vô thượng Bồ Đề thì trái bổn nguyện của tôi, không nên như vậy. Vì thế tôi phải làm cho tất cả chúng sanh trước đặng vô thượng Bồ Đề, vô dư niết bàn, rồi sau tôi sẽ thành Phật. Vì chẳng phải chúng sanh thỉnh tôi phát tâm, tôi tự vì chúng sanh mà làm bạn chẳng chờ thỉnh. Muốn khiến tất cả chúng sanh trước đầy đủ căn lành nhất thiết trí, do đây nên tôi là chỗ thắng, chỗ chẳng nhiễm trước thế gian, là tối thượng, vì trụ bực vô thượng điều ngự, là rời mù lòa, vì hiểu chúng sanh không ngần mé. Tôi làm đã xong vì thành tựu bổ nguyện. Tôi là Bồ Tát khéo biến hóa vì công đức trang nghiêm. Tôi là khéo nương tựa vì đặng Tam Thế Chư Phật nhiếp thọ. Khi rồi chúng ta học Bồ Tát hiện 10 xứ thân, và còn một câu kết thúc là ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng sanh vì có thể cùng tận nguồn tất cả Phật Pháp. Đây là một câu kết thúc của cái hạnh thiện pháp hạnh. Chúng ta thấy vị Bồ Tát luôn luôn là ao pháp mát mẻ. Chúng ta là những chúng sanh đang nóng bức bởi phiền não, bởi nghiệp tập của mình, đúng không? Khi mà chúng ta nghe được một cái thời pháp nào đó, tự nhiên tất cả những cái phiền não nghiệp tập nó được lắng dịu và chúng ta cảm giác nó được thanh tịnh, được nhẹ nhàng, thì xem như chúng ta đã được gì, tắm trong cái dòng pháp của chư Bồ Tát. Thật ra chư Bồ Tát luôn luôn là ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng sanh muôn loài. Những người nào mà một lần chúng ta nghe được Phật Pháp mà chúng ta có cái cảm giác được tắm gội trong cái dòng sữa Pháp của chư Phật, chư Bồ Tát, thì biết là cái thiện căn chúng ta rất là lớn. Có những lúc chúng ta rất là bức bách, rất là khó chịu với những cái chuyện riêng tư của mình, mà chỉ cần nghe một câu Pháp chúng ta thấy tự nhiên nó tan biến hết, thì rõ ràng là ao thanh lương. Và điều này xảy ra rất là nhiều trong cuộc sống của cái người học Phật. Nhiều ít gì trong cuộc sống này chúng ta cũng gặp có những người rớt vào một cái sự bức bách gần như là không lối thoát.
tự dưng nghe câu Phật pháp của họ rơi rụng hết, họ trở thành cái người an lạc thanh tịnh liền. Thì những người này mới thấy cái câu là ao pháp mát mẻ, mới thấy là cái nguồn sữa pháp mát mẻ vô tận của chư Phật, chư Bồ Tát. Và ai trong đời có một lần như vậy rồi thì Phật pháp đối với mình là một cái gì đó hết sức là vi diệu, để có thể cứu thoát mình khỏi cái mê lầm trong sanh tử, chứ không phải là trong cái khổ đau bình thường. Vì các vị Bồ Tát này sao? Dùng từ là tận nguồn của tất cả Phật pháp rồi. Tức là cái thiện pháp hồi trước mình nói không có đơn giản là cái việc làm thiện nữa, mà cái thiện pháp được chư Phật, chư Bồ Tát nói đạt tới cái chỗ cùng cực của cái thiện pháp, tức là đến cái chỗ tận cùng của Phật pháp. Thì cái thiện này, cái từ thiện chúng ta theo cái nghĩa là lành, là khéo, nghĩa đó nó thấp, nó không thể nói được cái từ thiện này của cái hạnh mà thứ chín là thiện pháp hạnh. Vì cái thiện pháp hạnh là người đạt tới cái chỗ tận cùng giác ngộ. Và khi đạt tới cái chỗ giác ngộ tận cùng rồi á, thì cái đại bi tâm bắt đầu hiện ra. Và các vị đi theo tâm đại bi, theo tâm đại bi của mình mà đi các cõi để cứu độ chúng sanh, thì điều đó được gọi là cái thiện pháp hạnh của chư Đại Bồ Tát. Đó là điều để chúng ta biết, tức là đã đến cùng tận cái chỗ giác ngộ rồi. Và khi trí tuệ giác ngộ đã hiện hữu rồi thì hiện cái tâm từ bi. Trí tuệ ở đâu thì tâm từ bi có mặt ở đó. Thì cái này mới được gọi là thiện pháp mà. Chứ không phải thiện là lành, là khéo theo cái nghĩa ngữ của những cái kinh sách đã định danh cái thiện đó là không có tới. So với kinh Hoa Nghiêm thì cái thiện này mới là cái thiện cùng tận. Thì tới cái thứ 10 là Bồ Tát chân thiệt hạnh. Thứ nhất là vị Bồ Tát này thành tựu lời chắc thiệt đệ nhất. Lời nói chắc thiệt đệ nhất có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả lời nói của vị này nói ra đều hiển hiện chân lý tận cùng của chư Phật. Không nói chuyện khác, không có lý luận hai bên. Này là tuyệt đối, không hề có bất kỳ một cái lời nói nào mà rời chân lý cả. Lời nói nào cũng là chân lý. Giống như trong kinh khen Đức Phật, lời nói Đức Phật cả ba thời đều thiện. Tức là quá khứ cũng đúng, mà hiện tại cũng đúng, vị lai cũng đúng. Lời nói chân lý luôn luôn là như vậy. Thì các vị Bồ Tát mà đã đạt tới cái thập hạnh, cái hạnh thứ 10 này á, thì Bồ Tát lại được cái này. Thành tựu chắc thiệt đệ nhất nghĩa. Đệ nhất chứ không có nghĩa, chữ nghĩa là tôi thêm vô. Nhưng mà phải nói là tới đệ nhất nghĩa. Nó mới là cái lời nói chắc thiệt. Tức là lời nói nó nói xuyên suốt cả tam giới này, không ai có cái khả năng có thể bẻ gãy được vì lý luận. Và cả tam giới này khi các vị đã giác ngộ nói một câu rồi á, là họ sẽ phải gìn giữ, phải tôn thờ lời nói đó cho mãi mãi về sau, không bao giờ cái lời nói này bị thay đổi với thời gian và không gian. Thì đó mới là lời nói chắc thật. Chúng ta thấy trải qua mấy ngàn năm lịch sử, những cái lời nói của Đức Phật trong kinh cho tới giờ phút này mình đem ra mình rình tụng hàng đêm, đúng không? Tụng không hiểu rình lên bàn thờ, thờ đem xuống tụng tiếp. Dù là không hiểu nhưng mà người ta vẫn tôn quý những cái lời nói đó. Và thực sự chúng ta thấy những cái lời đã được dịch thành cái Việt ngữ như mình ở đây, thì mình, cái người Việt mình đọc mình thấy nó không có mang cái gì đó, cái tính linh thiêng gì ở bên sau nó. Nhưng mà ở Phạn ngữ chúng ta nghe đọc, chúng ta nó cảm giác nó có một cái gì đó, linh thiêng huyền bí lạ thường lắm. Và từng chữ ở trong những bản kinh đó thì có hằng hà sa số chư thiên, phải nói là lễ lại phò trì, chứ không phải theo gìn giữ kiểu bình thường, nó gọi là lễ lại, kính lễ để mà phò trì. Và tất cả những bản kinh của Đức Phật đều như vậy, cho nên được gìn giữ trong nhân gian này. Chứ tôi không có lình gìn giữ, không có lưu truyền được đâu. Không có đơn giản là được gìn giữ lưu truyền. Nếu không có một cái sự hộ vệ của một cái lực lượng hộ pháp kinh khủng của cái hàng giáo pháp của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, thì tới giờ phút này chúng ta không có kinh điển để đọc đâu.
Chúng ta thấy nội mà cái trường đại học Na Lăng Đàn ngày xưa là bắt đầu đã gần như đã quy tụ tất cả những kinh luật luận của Đức Phật ở thời đó. Và xảy ra một cái trận thảm sát kinh hoàng, hơn 10.000 tăng ni bị thảm sát ngay đó. Thì nếu như mà không có cái lực lượng hộ pháp để gìn giữ giáo pháp thì cái thời đó là coi như tiêu luôn rồi đó. Phật pháp ngang đó là không ai còn biết luôn. 10.000 tăng ni bị thảm sát trong một thời gian rất ngắn, thì sách vở đâu có thể nào đem ra kịp, và nó hủy hết tất cả những cái tài liệu sách sử của Phật giáo trong cái thời đó để không cho lưu truyền luôn. Nhưng bây giờ mình còn học có nghĩa là mình được một cái sự bảo hộ khác. Nếu mà không có, nếu mà không có những cái gì ngoài trường đại học Na Lăng Đà thì chúng ta bây giờ không còn kinh điển để đọc đâu. Đó là điều để chúng ta phải thấy. Cho nên là khi một người giác ngộ á, thì ví dụ nha, ví dụ như bây giờ cái đời trước nó tàn rụi hết Phật pháp rồi, một người thực sự giác ngộ bắt đầu họ rớt trong đại định, họ ở trong cái đại định đó, cái bắt đầu họ lấy lại hết. Không có sót chữ nào hết, không có mất. Những cái gì dù rất nhỏ xảy ra trong tam giới này mà một người giác ngộ rồi là họ thấy xuyên suốt, không mất mãi mãi nữa. Cho nên là các vị sau này chứng thánh được quyền viết lại kinh thôi. Đây là điều để thể hiện cái năng lực của kinh điển Đại Thừa. Tôi nói khi mà nói tới kinh điển Đại Thừa thì những cái nhà học giả cứ nói là kinh này sau thời Đức Phật mấy trăm năm, sau thời Đức Phật mấy trăm năm, tôi nói là sau 2.000 năm cũng được nữa, đừng nói là sau mấy trăm năm. Cái quan trọng là người ta có nói đúng chân lý hay không. Đây là một lời nói chắc thật đệ nhất. Một người giác ngộ có khả năng nói lời nói chắc thật đệ nhất. Tức có nghĩa là họ nói đúng chân lý. Và cái gì mà nói đúng chân lý thì cái đó được xem như là kinh. Có những cái buổi thuyết giảng của Đức Phật, chúng ta thấy như trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy mà chúng tôi hình như có giảng cái bài mà kinh Phước Đức đó, thì Đức Phật đâu phải thuyết cho người phàm mình nghe. Bài đó là bài kinh Đức Phật nói cho các vị chư thiên cõi trời nghe. Thì như vậy là sau khi nói chư thiên cõi trời nghe là gần như chúng hội thời đó không ai biết, chỉ có mình anh em biết. Tại vì đêm đó là nguyên cái hương thất Đức Phật rực sáng lên. Anh em có giở lỗ tai nghe cũng đâu nghe được gì, Đức Phật nói chuyện với chư thiên thì sao anh em nghe được. Nhưng mà cái thời làm thị giả thì anh An có cầu thỉnh trong 7 điều, có một điều là gì? Những bài pháp mà Đức Phật có thuyết ở trong nhân gian, ở cõi thiệt trời và ở Long Cung, nếu thời pháp nào con không dự được, con xin Đức Thế Tôn phải thuyết lại cho con nghe. Đức Phật đồng ý điều này cho nên mình mới có. Thế như vậy là sau khi mà Đức Phật thuyết cho chư thiên nghe rồi là hôm sau anh An vô dọn thất sư phụ xong, đúng không? Đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là hồi hôm nay chư thiên cõi nào tới và thưa thỉnh điều gì, Đức Thế Tôn dạy điều gì. Thì như vậy là Đức Phật nói này anh An, hôm là cha trời này ở cõi này tới hỏi ta câu này. Ta trả lời vậy 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 rồi xong. Đó thì mới có cái bài kinh Phước Đức mình học chứ thôi đâu có. Bài kinh Phước Đức là Đức Phật dạy chư thiên cõi trời chứ không phải giảng ở cõi của mình. Và cũng nhiều bài kinh trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy là như vậy. Và trong cái thời Đức Phật cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lô Na và một số vị đại đệ tử Đức Phật khi ngồi nói chuyện, lâu lâu mấy vị cũng họp lại mới bàn cái chuyện đạo lý rồi với nhau nghe. Thì khi mà bàn xong rồi, đương nhiên là hồi xưa các vị gọi là cái gì kiến hòa, đồng giải, không có vụ cãi cọ như mình đâu, ngồi lý luận rất là ngọt ngào. Tức là này hiền giả tôi thấy như thế này, thì này hiền giả tôi thấy như thế kia, này hiền giả tôi thấy như thế nọ, cái cách nói của các vị hay lắm. Và sau cái cuộc nói chuyện này rồi, và có một người kết thúc, ví dụ như ngày Xá Lợi Phất hay là ngày Ca Diếp kết thúc là các hiền giả là trong cái cuộc trò chuyện chúng ta là như thế, như thế. Bây giờ chúng ta đem chuyện này trình Đức Thế Tôn. Đó thì 4-5 vị cùng nhau lại đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là sáng nay chúng con gồm mấy vị gì đó gom lại để nói một điều như thế.
thưa Đức Thế Tôn là điều mà chúng con nói này có đúng hay không? Thì Đức Phật gật đầu. Và gật đầu thì những điều này thành kinh, chứ đâu phải những điều Đức Phật nói đâu. Thật ra ở trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy có rất là nhiều cái bài, ngày Ca Diếp, rồi ngày Mục Kiền Liên, ngày Đại Trí Xá Lợi Phất vân vân, trong thập đại đệ tử Đức Phật có nói chuyện với nhau. Lâu lâu quý vị nói chuyện nhau cũng thành kinh rồi chứ bộ. Chỉ là bàn luận với nhau thôi, hoặc là nhớ lại cái lời của Đức Phật nó thành kinh. Thì điều đó muốn nói nó phù hợp với đây nè. Vì tất cả những người đã thấu rõ chân lý rồi thì những lời nói của họ là chắc thật là chân lý và được thành kinh. Chứ không có thể nào mà thành cái dạng mà, ví dụ như ở Trung Hoa thì dữ lắm là ngữ luật. Không phải là các vị không ngộ lý, nhưng mà có nhiều cái cách nói của các vị, nhiều cái cách nói của các vị nó cũng đúng với chân lý ghê gớm lắm. Nhưng mà cái cách sử dụng ngôn từ riêng của từng người có nhiều khi nó cũng bị thô bạo quá. Thật ra để ví dụ như Ngài Long Tế hỏi cái gì đó, Đức Phật lại gì nói cái que cái khô ở đó, thành kinh nghe nó kỳ quá. Thành ra thôi để anh ngữ lục. Chứ còn các vị ngộ đạo cũng thừa sức có thể nói những lời nói thành kinh giống như các vị Bồ Tát ở đây vậy. Tức là lời nói các vị là chắc thật đại nhất, không ai có thể lý luận bẻ gãy được. Ví dụ như bây giờ mình nói cái thời này đi. Thời này mình nói chuyện về cái sự thật. Cái sự thật thì mình sẽ không dùng cái từ hoa mỹ ở trong kinh sách. Mình không có dùng cái từ Như Lai, mình không có dùng cái từ Niết Bàn, mình không có dùng cái từ gì khác, bây giờ dùng cái từ hiện đại. Cái từ hiện đại này có thể để mãi trong thời gian. Ví dụ như chúng tôi nói tới cái chỗ chân thật này, nó là sự cái hiện hữu hiện tiền. Cái hiện tiền hiện hữu đó là cái hiện thực. Cái hiện thực này chính là chân lý. Chân lý là cái hiện tiền hiện hữu. Nó không có dùng, mình không có dùng cái từ trong kinh điển nữa. Nhưng mà sau này, ví dụ như nước ngoài mà nó có giữ được, họ có dịch được, họ có hiểu được cái nghĩa này, thì họ cũng thấy đó là cái câu nói muốn nói lên chân lý. Chân lý là cái hiện tiền hiện hữu, chứ nó không phải cái thực tại. Cái thực tại nó bị vướng vào thời gian và không gian này. Nhưng mà nói cái hiện hữu hiện tiền là nó thoát khỏi thời gian và không gian. Cái hiện thực nó hiện tiền hiện hữu là nó không có dính trong thời gian, không dính trong không gian, không dính. Và chúng ta nghe là chúng ta biết đó là cái lời nói của ở ngoài ngôn ngữ, nó ở ngoài cái sự so sánh phân biệt. Tại cái hiện tiền hiện hữu hiện thực này nó không có phân biệt, và anh không có đặt cái vị trí nó như thế nào được. Không có cái vị trí là hiện tại so với quá khứ vị lai, không có cái này. Mình nói ra ngoài cái hiện tại đó, nó là cái hiện tiền chứ nó không phải là cái hiện tại. Và nó là sự hiện hữu hiện thực đó, chứ nó không có trước không có sau. Tức là nó vượt thoát khỏi thời gian và không gian. Ví dụ vậy. Ví dụ là những lời nói đó được xem là chân lý. Phải có một cái gì đó để người ta thể hiện cái trí tuệ, ta sử dụng cái ngôn ngữ diễn bày chân lý mà nó vượt thoát được thời gian và không gian, thì nó có thể tồn tại mãi mãi. Đó thì vậy là mỗi một đời một người sẽ có một câu. Một câu thôi là đủ rồi. Nói một câu là đủ rồi. Đủ cúng cơm cho ăn. Đủ lên bàn thờ ăn cơm cúng. Đâu có cần nghe nó đâu, đâu có cần nói nhiều đúng không? Như vậy là tất cả các vị Bồ Tát đều có trí tuệ của mình để nói lên lời nói chắc thật đệ nhất, không bao giờ thay đổi bởi thời gian và không gian nữa. Thì đó là những câu nói chân lý. Cái thứ hai là không có dùng có thể mà làm đúng như lời. Đây là chỗ tuyệt diệu. Mình nói nhiều khi mình hiểu mình làm không được đúng không? Có nhiều người nói còn thấy lý vô trụ rõ ràng lắm thầy, nhưng mà cuối cùng là cũng bị dướng. Thì có nghĩa là mình hiểu mình làm không được. Còn các vị không phải như vậy. Giống như hôm trước mình nói có một cái số cõi á, nó hơn cái tầng của cõi người của mình. Ví dụ như nói tới cõi trời đi, các vị chư thiên cõi trời nó đã ở một cái tầng sâu ở trong thiền định rồi. Cho nên những cái lúc mà Bồ Tát tới đó giáo hóa sướng lắm. Các vị vừa nhận được là sống được ngay tại đó, chứ không có hiểu để làm giống như mình ở đây. Có những cái cõi như vậy, có những cái cõi ở những cái tầng rất là cao, và họ chỉ cần một cái sự gợi ý thôi là họ có thể ngộ rồi. Giống như có một cái số tầng mà họ không phải sử dụng ngôn ngữ, mà ví dụ như cõi người mình có người đạt đạo,
Thì cái phút mà cái người này nhập trong định thì cái hào quang nó bắt đầu nó tỏa khắp. Và chính hào quang siêu thoát này chạm tới họ, họ thấy ánh sáng này, họ được siêu thoát. Họ chứng ngang cái tầng với cái người ở trong cõi này chứng liền luôn á. Có là ngang đường ấy nhờ, nhưng mà họ thọ học ngộ thì ngang với cái người phát cái hào quang này ra, nhưng mà họ mang ơn là gì? Họ thọ học nhờ hào quang này mà phá vỡ cái bế tắc của người ta. Thật ra là họ vừa chạm tới là họ sáng. Thì ở đây muốn nói tới những người mà sống đúng với chân lý ở đây á, là ở đây không có dụng từ là có thể làm đúng rồi. Không biết cái tác giả dịch cứ hôm nay mấy cái chỗ mà trọng yếu là có thể không à. Tức là vừa dịch mà vừa nghi, không biết nó làm đúng, có chuyện có thể. Ta đã thấy đúng thì người ta sống đúng, cho nên người ta mới nói đúng, chứ không có chuyện có thể. Và với tất cả các vị Bồ Tát là sau khi đã thâm nhập chân lý rồi, có nghĩa là đủ cái năng lực để có thể tỏa sáng bằng chân lý trong mọi hình thức. Thì vậy là nói cũng là một cái hình thức giáo hóa. Và họ không nói, họ sống thì cái giáo hóa là cái gì? Là thân giáo của họ cũng thể hiện trọn vẹn chân lý nữa. Do đó là khi Bồ Tát đã ngộ chân lý rồi thì nói cũng là chắc thật và làm đúng như lời mình đang nói. Có nghĩa là họ làm cái gì đi nữa thì họ cũng là siêu thoát. Mà không ai có thể nắm đứng lại được những người này. Khắp tam giới này họ nói được là họ làm được, họ đến được, họ đi được, họ vào được, họ ra được, họ cầm được, họ buông được. Chứ không có cái chuyện như mình mà cầm rồi gỡ ra không nổi. Không, cầm lên được nhưng mà buông xuống không được. Nhưng mà các vị không phải, vào ra trong tam giới này rất là tự tại, có thể nói đúng như làm. Nay dịch thử có thể nó kỳ cục. Tức là người ta đã thấy đúng là sống đúng, chứ không có cái chuyện khác được. Cho nên đã sống được rồi, thấy được như thật, sống đúng như thật và nói đúng như thật, thì đó mới là một bậc giác ngộ. Không có khác hơn được. Và đó là đạo Phật. Đạo Phật là đạo thấy như thật, sống như thật và nói như thật, thì đó mới thể hiện được chân lý trong cuộc sống này. Chứ không có chuyện có thể. Nên ra mình đọc tới đây mình dùng từ là có thể làm đúng như lời, có thể nói đúng như làm. Kỳ. Từ có thể nghe nó kỳ cục. Bồ Tát này học chân thiệt ngữ của tam thế chư Phật, ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều nói một lời là sao? Xuyên suốt cả thời gian và không gian đều đủ, gọi là chân thực ngữ. Thì vậy là khi một Bồ Tát mà ngộ được chân lý rồi, thấy hiểu được chân lý, thì lời nói của các vị cũng xuyên suốt thời gian và không gian, không bao giờ sai chạy được. Thì đó là chân lý, chứ không phải là học cái cách nói đó để mà nói cho giống. Không phải đâu. Dùng cái từ học thì nghe nó kỳ, nhưng mà phải dùng cái từ là gì? Đạt được, hoặc là đã đạt đến gì đó thì nghe nó khác đi. Tức là những cái gì của ba đời mười phương tất cả chư Phật nói thì các vị Bồ Tát này đều có thể nói được những ngôn ngữ thứ đó như vậy. Nhưng mà chưa có đạt được cái như hôm trước mình nói là một lời của các vị Bồ Tát là xuyên suốt tất cả các cõi giới khắp mười phương. Có vị được, có vị chưa được. Còn Đức Phật thì chỉ cần là gì? Chưa có cần mở lời, đúng không? Chỉ cần Đức Phật khởi một cái dụng của tâm thì khắp pháp giới mười phương này chúng sanh đã được nhận hiểu. Mình ở trong cõi này á, mình nhớ lại cái chuyện ngày xưa đi, ví dụ mình tưởng tượng cái chuyện ngày xưa khi Đức Phật đến trước Chư Tăng, Đức Phật phải dùng ngôn ngữ loài người nói, thì thấy là có cái miệng Đức Phật nói ra tiếng, nghe âm thanh và chúng hội đều nghe. Đó là chuyện của cõi mình. Còn các cõi nó nghe cái kiểu này. Cái này là dành riêng cho cõi người. Cái ngôn âm, cái sóng âm là dành riêng cho sóng não của con người ở cõi này. Còn các cõi khác Đức Phật đâu có thuyết pháp như vậy đâu. Đến chư thiên cõi trời thì đâu có nói chuyện theo cái kiểu ngôn ngữ của mình. Cho nên là mỗi lần chư thiên mà học đạo với Đức Phật, được Đức Phật trả lời thì Đức Phật cũng phải dịch lại
gọi là dùng cái từ dịch đi, từ cái ngôn ngữ chư thiên Đức Phật phải dịch thành ngôn ngữ người phàm cho anh An nghe. Lúc nói chuyện anh An là Đức Phật nói chuyện với người phàm, lúc nói chuyện với chư thiên là Đức Phật nói chuyện với ông trời. Hai ngôn ngữ, hai cõi khác nhau hoàn toàn. Rồi là mỗi lần mà anh An đảnh lễ thưa thỉnh thì Đức Phật phải sử dụng ngôn ngữ coi như là chuyển ngữ, phải không? Chuyển ngữ từ cõi trời xuống cõi phàm để nói cho cõi này nghe. Nhưng mà các vị Bồ Tát thỉnh thoảng có các vị có năng lực này, có các vị chưa có, không có cái khả năng đó. Chỉ ở ví dụ như xuất hiện cõi nào thì nói chuyện cõi đó nghe. Nhưng mà thực sự trong lúc mà các vị Bồ Tát mà đạt ngộ rồi á, thì cái năng lực để thuyết pháp thì nó không còn cõi như mình tưởng vậy đâu. Mình ngồi đây mình thấy là mình nghe tiếng của cái người Việt nói, chứ không phải. Khi mà các vị nó nhập trong định rồi á, thì cái phút mà các vị nói ở cõi mình là cái năng lực đó nó đã phát đi hằng hà so sánh cõi nước khác. Nếu mà các vị ở trong định, mặc dù không bằng Đức Phật nhưng mà cũng vượt các cõi phàm trần của mình để câu thông, để giao thoa với tất cả các cõi nước ở mười phương. Nó tạo một cái lực mà gọi là rung động ở trong pháp giới này, để các cõi nào mà có cái đủ cái gì, cái duyên lành để có thể tiếp nhận được cái năng lực rung động ở tự tâm thanh tịnh các vị Bồ Tát, thì ở cõi đó nó cũng hiểu các vị muốn nói điều gì. Chứ không phải nói ở đây nghe ở đây. Còn lại ví dụ như trong cõi này của mình đi, mình đang thuyết pháp với một pháp hội chừng khoảng 500 người của mình, vậy là mình thấy là quay phim chụp hình chỉ có 500 người này, thì mình nghĩ là pháp hội chỉ có chừng nhiêu đây thôi. Nhưng mà không phải đâu, pháp hội không thể nhiêu đây được. Có những người họ nghe, họ nghe được mà họ không phải là cõi người của mình. Và cái nghe được nó cũng không phải là ngôn ngữ mình đang phát ra, nó nghe ở một cái tầng khác. Thì như vậy là lúc đó cái sóng tâm của cái người nói nó phát ra trước, nó phát ra sóng tâm đó, đó là ở một cái tầng cao, không phải là tầng người, ở tầng ngoài ngôn ngữ của loài người để cõi khác có thể nghe được. Và ngôn ngữ loài người là bắt đầu chuyển từ cái sóng tâm đó, chuyển thành cái sóng thức, rồi mới chuyển thành cái ý thức, mới chuyển thành sóng âm, nghe xuống ở cái tầng thấp này để mình nghe. Cho nên là nếu mà chúng ta hiểu về cái việc mà thuyết pháp của chư Phật, chư Bồ Tát á, dù là ngồi trước ba người đi nữa, chúng ta chỉ thấy cõi phàm mình ba người thôi chứ đông lắm à, mà chúng ta không thể thấy được. Thành ra là đối với các vị Bồ Tát là khi đã nhập chân lý rồi thì lời nói chấp thiệt, nói được là làm được. Thành ra trong tới sau này chư tổ nói là gì, ngôn hạnh rồi tương ưng danh vi nhất tổ, tức là nói được làm được. Tại vì đã thấy tới rồi, thấy là tự nhiên sống được, còn hiểu là sống được. Mình hiểu đạo là cái gì đó là vô trụ, có nghĩa là không có trụ, không có bám, rồi không có chấp, rồi không có vướng mắc. Ví dụ cái mình gán mình sống làm sao để mình thể hiện mình là người không trụ, mình sao mình gán mình thể hiện mình là cái người không có vướng mắc, người đó là tào lao. Đó là hiểu đạo chứ không phải thấy đạo. Lý luận thì hai người nói giống y như mỗi câu, không có khác về chữ, về nghĩa gì giống nhau hết á. Và họ cũng hiểu đúng như cái lý vô trụ của Đức Phật nói nữa, nhưng mà thấy vô trụ là một chuyện khác. Cho nên khi mà học đạo chuyên môn, chúng ta phải lắng tâm để nghe người khác nói. Ví dụ như họ nói trong bài giảng, hoặc là họ nói trong điện thoại, còn gặp trực tiếp thì khỏi cần, gặp trực tiếp thì khỏi cần lắng tâm. Cho nên mình vẫn nghe cái băng giảng đó, một bài giảng đó là mình nghe thuộc cái dạng mà học ngữ để nói. Nó có một cái trọng lực khác lắm. Chúng ta mà có tu á, thì chúng ta sẽ nghe bài giảng có trọng lực khác lắm. Cái âm vận của họ nó thể hiện cái chắc thật và một cái nghi ngờ là có thể. Đúng không? Cái này là có thể nói đúng như lời, có thể là cái gì đó, nói đúng như làm. Nghi ngờ rõ ràng là người này không có đủ cái chánh kiến, không có đủ sức để có thể hiểu được điều này. Chứ người ta nó hiểu rồi, tôi thấy rõ ràng là tôi thấy đúng như thật, là tôi sống đúng như thật, là tôi nói đúng như thật. Không có chuyện có thể. Có thể là mập mờ, khiến cho người đọc họ cũng phải bị hoang mang trước cái lối mà
dụng ngữ như thế này rất là dở, mà đây là những cái đoạn rất là chuyên môn. Rồi đó là Bồ Tát học ngữ của tam thế chư Phật thì không phải là học cái cách nói của chư Phật. Nhưng mà lạ lắm, khi họ rớt vô cái cảnh giới như thật rồi thì họ nói giống như Phật nói, không có khác được, không có cần học. Tức là nó không phải là cách thức, không phải là phương pháp, không phải là cái cách học ngữ để nói, cái này hoàn toàn không phải. Nhưng mà học chư Phật có nghĩa là gì? Là học để làm sao thấy được tới với thật, thấy tận cùng của đạo lý và thâm nhập trong đạo lý tuyệt đối đó rồi thì tất cả những ngôn ngữ đồng với chư Phật, đồng với chân lý, chứ không bao giờ xa chạy được. Cho nên là gọi là học, học của tam thế chư Phật là vào học như vậy, nhập chủng tánh của tam thế chư Phật, thâm nhập vào cái chỗ mà nguyên sơ nguyên khởi thành cái đạo giác ngộ của chư Phật đó. Các vị này nó tới tận nguồn giác ngộ rồi, cho nên cái hiện khởi dù là ban sơ cũng đã học, cho tới cái chỗ giác ngộ tận cùng của Đức Phật thì các vị này đều thông thấu hết rồi. Do vậy mà nói không có lời nào không phải là chân lý. Ghê hơn nữa là đồng với thiện căn của chư Phật. Đồng thiện căn chư Phật là thôi khỏi bàn rồi. Thật ra chúng ta thấy là đó, như trên là thiện pháp đúng không? Thiện pháp là cũng phải đạt tới cái tận nguồn giác ngộ của tất cả dạng pháp. Thiện căn của chư Phật là tận cái gì? Cái nguồn từ bi của bậc đại giác ngộ. Để rồi tất cả những cái dụng nhỏ, gọi là cái diệu dụng, ở chỗ khác gọi là cái thiên bá ức quá thân của Đức Phật đó, đều là cái gì? Đều là quang minh giác ngộ cả, chứ không phải là cái việc thường. Và quang minh đó làm cho chư đại Bồ Tát khắp thập phương đều được giác ngộ, thì đó là thiện căn của Đức Phật. Thiện căn này không phải là giống như thiện căn bình thường của mình nữa. Thiện căn của bậc đại giác thì là gần như tất cả những cái điều mà từ Đức Phật tỏa ra, ngay cả một cái lỗ chân lông thôi ở đầu chúng ta thấy sao, là phóng ra hằng hà sa số những hào quang, đến hằng hà sa số cõi nước, thành hằng hà sa số vị đại Bồ Tát, tu chứng hằng hà sa số vị Phật và thuyết hằng hà sa số bài pháp. Đó gọi là thiện căn của Đức Phật đó. Chứ không phải thiện căn là căn lành của một người bình thường như mình hiểu, mà các vị Bồ Tát này đã nhập được trong đó rồi, tức là đồng với thiện căn của tam thế chư Phật. Thì như vậy là vị Bồ Tát này nói lời chắc thật là chân lý, để có thể làm cho tất cả các chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương đều được giác ngộ Phật đạo giống như Đức Phật rồi. Đặng lời vô nhị của tam thế chư Phật, tức là nói không có hai, không có rớt vào hai bên nữa, nói là tuyệt đối đến nơi tận cùng của việc giác ngộ, chứ không có nói chuyện hai bên. Theo Như Lai học thành tựu trí tuệ. Thành tựu rồi, các vị Bồ Tát mà tới cái hạnh thứ 10 này là đã thành tựu trí tuệ rồi, chứ không phải theo học nữa đâu. Cho nên là nói được rồi, sống được đúng với chân lý, và đã cùng với thiện căn của chư Phật, tức là đã đạt được trí tuệ giác ngộ, được gọi là nhất thiết trí trí rồi. Bồ Tát này thành tựu trí biết chúng sanh thị xứ phi xứ. Từ khi mà đạt được cái gọi là nhất thiết trí trí rồi á, thì là từ cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, các vị này biết tất cả những trí chứng của chư đại Bồ Tát, vị này biết tất cả những trí tuệ của các vị thánh hiền, vị này biết, và tất cả những cái trí phàm phu của chúng sanh khắp pháp giới mười phương, các vị này biết. Một phen mà nhập chân lý rồi thì tất cả những điều này đều biết hết. Và do biết như vậy cho nên biết được cái thị xứ phi xứ, tức là ở cái chỗ nơi của chúng sanh, có chỗ nơi hoặc là không có chỗ nơi, đều thấy rõ, đều biết rõ. Dần dần dưới chúng ta sẽ thấy rất là hay, tức là không phải biết cái thị xứ phi xứ của chúng sanh không đâu, mà còn biết được là tam thế nghiệp báo. Đây mới là cái điều hay ở trong đạo Phật nè. Khi xảy ra một chuyện, có khi mình còn không biết, ủa tại sao tôi bị như vậy ta, đúng không?
Nhưng mà một chuyện xảy ra với mình, Bồ Tát biết là do hồi xưa mày làm gì đó, giờ mày bị cái này giờ bị cái này rồi, tương lai sẽ bị cái gì. Tức là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai của nghiệp báo xảy ra một việc rất nhỏ, các vị đều rất rõ, rõ lắm, không có lầm lẫn đâu. Nhưng mà tại họ không nói ra và giải thích mấy cái chuyện đó mệt lắm, rất mệt lắm. Giống như có lần Đức Phật ở trong rừng cùng với chúng đại tỳ kheo, thì Đức Phật nắm một nắm lá rừng lên. Đức Phật nói này các tỳ kheo, nắm lá trong tay của ta nhiều hay là lá rừng đang có nhiều? Chư vị tỳ kheo đảnh lễ, thưa Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá rừng đang có, cho tới không thể tính đếm và thí dụ được. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là cái biết của ta còn hơn cái lá rừng đang có. Nhưng mà cái ta có thể nói cho các ngươi nghe trong đời đó, nó còn như cái nắm lá rừng này thôi. Cho nên chuyện gì Đức Phật cũng biết hết á. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói ít như vậy? Đức Phật nói tiếp là ta chỉ nói những điều cần yếu cho tất cả các ngươi hành trì để vượt thoát tam giới này. Ngoài ra không có chuyện khác ta bàn, ta không muốn bàn mấy chuyện khác, vì không đủ thời gian. Đời 80 năm nói đâu có đủ cái gì đâu. Nội mà nói chuyện một cõi giới trời thôi là cũng đủ mất nhiều năm mới nói hết. Cái sinh hoạt, cái đi đứng, cái ăn uống, cái học đạo, cái tu hành các vị ở cõi trời thôi là đủ để mình nói mệt rồi. Mà nói Đức Phật đâu có thời gian để nói hết những cái chuyện như vậy. Cho nên Đức Phật nói những cái chuyện cần yếu để hành trì đúng như pháp, để được vượt thoát cái lầm mê sanh tử mà thôi. Đức Phật không nói như, mà thực sự những cái điều đó là những điều cơ bản của cõi người. Chúng ta nên biết vậy đó, chưa phải là chân lý của mười phương đâu, chân cơ bản của cõi mình. Những cái ngôn ngữ đó để dành cho cõi người. Đối với chư thiên thì sử dụng cách khác à. Tức cái tầng tâm thức họ khác hơn mình, cao hơn mình thì sử dụng không phải là ngôn ngữ khác, mà cái tầng đạo lý nó có một cái bậc khác. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta thấy là từ cái học lớp 1 của mình thì loại ngôn ngữ tập viết nó khác đúng không? Qua lớp 2 nó khác, lớp 3 nó khác, tầng nó khác. Qua tới đại học thì khác nữa. Do đó ở trong các cõi thì cõi nào mà các Bồ Tát hiện thân tới thì các vị Bồ Tát nó sử dụng cái ngôn ngữ của cõi đó. Nhưng không phải là các vị không biết ngôn ngữ của các cõi khác, và các vị không phải là không biết thuyết pháp các cõi khác. Giống như mình nói đi nói lại hoài cái chuyện mà có cái mùa hè đó Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp á. Không, trong cái cõi mình thì thấy Đức Phật đứng đó, cái Đức Phật bay lên, cái mình đứng mình nhìn riết, mình thấy mình không còn thể nhìn thấy Đức Phật nữa. Thì mình nghĩ là Đức Phật mang cái thân phàm từ đây tới cung trời Đao Lợi, đâu phải đâu, mày hết thấy rồi đó là hiện thân khác chứ, đúng không? Giống như trong kinh Thập Thiện nói là cái gì? Đức Phật khi hiện sao? Thì hào quang của Đức Phật che chắn tất cả các vị Đại Bồ Tát và chư thiên của tất cả các cõi trời. Thì Đức Phật xuất hiện ở những cái cõi đó thì không phải mang cái hình phàm lên rồi cái này đem trở nó thú quắc rồi xài Đức Phật dục ở đây nè đó, sau khi đi lên cung trời Đâu Lợi rồi về lụm lại để xài. Tức là đối với Đức Phật, chuyện có thành không, chuyện không thành có của tam giới này là cái chuyện bình thường. Cho nên là cái thân đó hiện thân cho phàm thấy, là hiện thân mà muốn mất thân thì cõi phàm mình cũng không thấy được. Vì vậy là các vị rất là rõ những cái trí tuệ của chúng sanh. Mà một cái điều rất là đặc biệt là không phải rõ một chuyện này thôi, rồi ba thời sao mà cái mặt mình như vậy nó nhìn cái mặt của mình là biết rồi. Mà cái mặt mình nó có cặp mắt khác người thứ hai, có lỗ mũi khác, đúng không? Có gần như tất cả mọi cái khác. Khác đó là do đâu? Các vị Bồ Tát thừa sức để có thấy được. Tại sao mắt mình cũng đẹp nhưng mà nó con lớn con nhỏ các vị cũng thấy rất là rõ nguyên nhân của đó. Quá khứ vậy cho nên đời này hai con mắt không đều nhau, và trong tương lai thì sẽ như thế nào nữa. Gần như tất cả mọi việc xảy ra với mình là các vị đều thấy rõ biết rõ.
Nhưng mà mình nói vậy không có nghĩa là một đời trước và một đời sau đâu. Đây là cái điều đặc biệt của trí tuệ của người giác ngộ. Họ thấy mình cười một cái, mình khóc một lần, thì họ biết là do nguyên nhân gì cho tới giờ phút này mình được cười. Và cái dòng nghiệp báo của cái cười này nó sẽ đi tới đâu, tới ngày mai như thế nào, ngày kia như thế nào, và tới chừng nào nó mới dứt cái dòng nghiệp báo này. Và rồi dòng nghiệp báo này sau khi nó dứt, nó sẽ tạo thành một cái dòng nghiệp mới nữa. Và như vậy tới bao giờ cái dòng nghiệp này nó mới dứt? Nó dứt rồi, nó dứt luôn hay là nó tạo dòng nghiệp khác nữa? Giống như bây giờ mình nói cái chuyện thô chút đi, là các vị rất là rõ biết về cái chuyện của vợ chồng của một cặp trai gái đang xuất hiện trước mặt mình. Họ có thể thấy ngược về quá khứ là người này đã từng gần gũi làm vợ chồng bao nhiêu kiếp rồi. Và kiếp đầu tiên gặp nhau đó thành vợ thành chồng là cái gì? Cho tới kiếp này, và còn có thể tiếp tục làm vợ làm chồng bao nhiêu kiếp về sau nữa. Và có cái kiếp nào nó mới trở thành thù hằn, nó mới chia tay, nó giết nhau cái gì gì đó là các vị thấy hết. Và sau khi giết nhau trở thành kẻ thù, và kẻ thù bao nhiêu trăm kiếp nữa nó mới dứt được cái dòng nghiệp báo của cái cặp này. Ví dụ như là các vị phải thấy hết, chứ không phải quá khứ, hiện tại, vị lai là thấy những cái đời thân cận gần gần chúng ta đâu. Họ nhìn một cái là theo đúng như cái kiểu mà gọi là gì, túc mạng thông, đúng không? Thì họ thấy hằng hà sa số kiếp trước của mình, và sẽ thấy hằng hà sa số kiếp vị lai của mình cho tới ngày nào mình thành Phật hiểu gì. Cho nên là Đức Phật khi mà thọ ký ngày Xá Lợi Phất đã chứng thánh rồi, mà Đức Phật nó nói là nó trải qua hằng hà sa số kiếp về sau, đúng không? Ngày Xá Lợi Phất này sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai Ấn Cúng Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Tệ Thế Gian Giải gì đó. Và trước phút thành Phật đó thì phải thân cận gần gũi, đảnh lễ học đạo hằng hà sa số chư Phật gì gì đó, thì ngày Xá Lợi Phất không bao giờ làm lệch được bất kỳ một cái chuyện nhỏ gì khi Đức Phật thọ ký như thế. Không bao giờ lệch. Tại vì sao? Tại vì cái người chứng thánh là đi rất là đúng đường, không có kiểu cà giật cà chạc giống như mình. Cho nên mình đó thì không bảo đảm. Thật ra Đức Phật nói là chưa chứng thánh quả là không có tin tâm ông. Vì vậy mà khi mà thọ ký các vị A-la-hán thì là những vị này đã chứng thánh rồi. Tâm các vị rất là chắc thật, mỗi đời làm điều gì, điều gì, điều gì, điều gì là Đức Phật thấy hết xuyên suốt vị lai hằng hà sa số kiếp, để tới khi người này thành Phật tên gì luôn đó. Và Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi, giáo hóa bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu A-la-hán, bao nhiêu chúng sanh, rồi là thiêu có bao nhiêu xá lợi nữa. Thấy hết. Thì đó mới là trí tuệ của bậc giác ngộ. Thật ra chỉ có trí tuệ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới đủ biết được ba thời nghiệp báo của chúng sanh. Thấy rõ, biết rõ và nói rất rõ, chứ không có vụ để tôi suy nghĩ, để tôi tính toán, để tôi suy luận, không có chuyện suy luận. Như mình đụng chuyện, mình không biết nhân quả của mình với người này là cái gì, mà sao mình mới gặp phải ghét dễ sợ luôn, không muốn nói chuyện. Đúng không? Mình thắc mắc. Mà tới rồi mình chứng thánh mình thấy rõ ràng là đời trước nó theo nó ghẹo mình quá trời luôn, mình ngồi thiền nó cũng nhắc nhéo mình, nó không để mình yên, ví dụ như vậy mình sẽ thấy được nhân quả đó. Nhưng mà các vị thấy hết nguyên nhân gì đời này gặp nhau, mà gặp bao nhiêu đời rồi, và còn theo nhau để khuấy khóa nhau bao nhiêu đời nữa, ta thấy hết rồi. Thì như vậy là các vị do thấy như vậy mà có đủ phương tiện để cứu thoát mình, đó là trí tuệ và cái lòng từ các vị. Do có trí tuệ đó cho nên thấy thương, bây giờ nó vướng mắc kiểu này á, nếu mà không gặp Phật pháp nó sẽ vướng tới 8 triệu đời nữa đi. Nhưng mà gặp Phật pháp, nếu làm cách này, làm cách kia, làm cách nọ, nó sẽ được thoát ra. Vì vậy mỗi một người các vị đều có một phương tiện riêng là lý do này. Tại vì thấy rõ ba thời nghiệp báo thì chắc chắn sẽ có phương tiện để chuyển nghiệp. Và từ chư Phật cho tới chư Đại Bồ Tát đều có đầy đủ phương tiện này. Đó mới là cái vi diệu của Đạo Phật. Không có cái chuyện mờ ở, không có chuyện lù mù, không biết, không có chuyện này. Họ rất rõ. Nhưng mà vì cái phương tiện để phải làm cái gì cho người này chuyển quá thì họ tự có cái riêng của mình. Mà người ta không biết.
những cái riêng, rất là riêng. Họ muốn làm cái điều gì để người khác chuyển hóa là bản thân người đó không bao giờ biết. Cho tới một ngày người đó mà giác ngộ rồi, họ mới nhớ lại là trời ơi, cái ông này ổng cực với mình quá nhiều kiếp rồi. Từ đời này mình mới được như vậy nè. Đó, tới mà mình giác ngộ mình mới thấy là rõ ràng là đời đó của sư phụ mình làm cái điều này, làm điều này, làm điều này để có thể ngăn chặn cái ác nghiệp của mình, để có thể mở lối thiện nghiệp cho mình, để có thể nâng cấp công phu cho mình, vân vân, tất cả các cái. Chứ nếu không thấy ba đời nghiệp ra báo này là không làm được cái gì đâu, không có giúp ai được cái gì luôn á. Thật ra là thực sự giác ngộ rồi mới có thể cứu thoát người khác. Còn không thì chỉ nói ức tưởng, học và cho thuộc hết kinh điển đi nữa thì cũng là tưởng tượng để nói ra. Chứ có biết gì trọng đâu. Ngữ nghĩa thuộc hết ra nhưng mà không biết gì trọng á. Nhưng mà khi công phu rồi, cái câu đó nó sẽ là kinh khủng. Giống như cái chuyện mà biết rõ ba đời nghiệp báo là chuyện quá lớn. Thấy vậy chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Chuyện này không thể dẫn chơi mà có thể biết được. Bản thân mình, nghiệp mình biết còn chưa nổi mà. Thì mình không vô minh thì ai vô đây thì vô minh, đúng không? Bây giờ mình nói mình giỏi, mình ngon, mình biết nghiệp mình là cái gì chưa? Không biết. Mà không biết vậy thì mình hay cái gì ta? Giờ mình hỏi là mình hay cái gì? Mình giỏi cái gì? Nếu mình giỏi gì mà sao bản thân mình, nghiệp mình là cái gì mình không biết? Nói cái chuyện đời này thôi mình biết mình chết theo cái kiểu gì chưa? Biết không nổi nữa, mình bệnh kiểu gì mình chết mình còn chưa biết nữa. Bệnh về có chết hay là sống mình cũng không hết, không biết nữa. Chừng nào nó hết mình cũng không rành nữa. Thì giỏi cái gì? Không có gì là giỏi. Cho nên cái nhìn chuyên môn của đạo Phật, dù là cái bằng gì đi nữa ở thế gian này cũng là cái gì? Đối với cái nhìn đạo Phật cũng là chỉ lầm ấy thôi, chứ không có cái gì hay ho. Không có gì hay ho. Cho nên đối với kiến thức chẳng có gì là quan trọng. Anh giỏi anh biết anh là ai đi, biết chính bản thân mình đi rồi nói chuyện sao, đúng không? Mình không biết. Mà trong khi trí tuệ giác ngộ cái ngày là không phải biết anh tại đây, thấy anh xuất hiện ở đây là tôi biết hằng hà sao số kiếp anh về trước cho tới bây giờ, và biết hằng hà sao số kiếp trở về sao. Thì đó là cái mắt của cái người giác ngộ. Này khó hả? Tại ra khi mà những người mà gọi là gì, phát tâm Bồ Tát, mình dùng cái từ là phát tâm Bồ Tát non, đúng không? Cũng đi đòi cứu độ người ta, rồi cũng đi thuyết giảng, rồi ôi ra làm nhiều chuyện ghê gớm lắm. Làm mà thiếu điều mà dùng cái từ là kinh thiên động địa. Tổ chức những cái lễ hội mà hàng ngàn, hàng triệu người, chứ mình không biết nghiệp của mình là ai nữa. Thì lợi ích cho ai? Không lợi ích cho ai hết á. Trí biết các căn lợi độn, thì cái này là dễ rồi. Căn lợi độn thì quá dễ để biết. Nhìn mặt là biết ngu hay khôn. Nhìn mặt là biết tới đâu, khỏi cần phải giới thiệu. Giỡn mặt biết đời này học đạo được hay không mà khỏi cần giới thiệu. Ở nữa nói chuyện rồi tôi công phu thế này thế kia mất công. Ta nhìn một cái gì, có những người tu mà tà khí nó đầy quấn cái thân đó mà đòi thấy cảnh giới này cảnh giới kia Phật pháp, nói gì cảnh giới ma hiện ra có, cảnh giới Phật pháp thì nó hết tà khí rồi đó. Cho nên cái lúc mà chúng ta tọa thiền á, nói thì nói tọa thiền thì không có được cái gì, nhưng mà thực sự cái hay của cái lúc mà tọa thiền nhập định của mình là mình hít thở bình thường vậy thôi, nhưng mà nếu mình hít thở đúng chánh pháp tự động nó gạn lọc cái trược, cái tà từ trong cái cơ thể của mình ra, là trí chúng ta bắt đầu nó sáng lên, cái nhìn chúng ta bắt đầu nó đúng ra, thì có những cái mà chúng ta thấy trong cái thời ngồi thiền hay gì thì nó gần gũi, nó thân cận với chánh pháp. Còn mà cái lúc tâm tà chúng ta còn đầy, tà khí chúng ta còn nhiều, chúng ta đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu hành theo cái kiểu nó không phải là chánh đạo, cho nên mình có thấy đi nữa, cái thấy của mình thuộc cái dạng ma tà chứ không có thấy nó đúng cái gì hết trơn á. Mà nếu chúng ta ngồi thiền đúng trong một vài tháng, chậm lắm là cũng phải một vài năm nó mới phá được những cái tà đó.
Không phải dễ đâu á. Những người mà những cái đời kiếp trước mình thấy rõ ràng những người đời trước họ không phải tu theo đạo Phật, và đời này họ quyết lòng theo đạo Phật, họ quyết tử, họ ham tu chuyện gì đó, nhưng mà mình thấy họ dày đặc một cái lớp tà khí ở trong người của họ không thể phá. Thì cái đó là không thể nói được đâu, họ không đâu chấp nhận, không bao giờ chấp nhận. Họ thấy bây giờ tôi cũng hiểu Phật pháp rồi, cũng tinh tấn tu hành, tôi cũng lại Phật, tôi cũng tụng kinh, tôi cũng tỏa thiền, mà nói tôi tà là sao tôi chịu. Thì mình không có rảnh có thời gian cãi đâu, bây giờ phải gài họ làm cái gì để họ phá tà khí từ từ thôi. Chứ còn không có thể nói được, không có lý luận được với một số người như vậy là không có nói được. Nhưng mà căn lợi độn hiện ra trước mắt rồi là tìm cái cách để phá. Tại vì họ phá được một cái tầng vọng chấp là họ đã tỏa sáng một tầng tâm linh, tức là thăng một tầng bậc tâm linh thì trí họ sáng một tầng. Trong cái sương mù dày đặc mà được ánh nắng mặt trời chiếu rồi thì bắt đầu nó sẽ mờ lần lần và nó được tỏa sáng. Những người mà tà khí nhiều mà cái duyên lành họ lớn, họ có được, phải nói là có thiện căn lớn, được gần gũi thiện tri thức. Chỉ được gần gũi chơi thôi, không có cần phải làm cái gì thêm, thì tà khí họ cũng đã được gọi là tiêu tán dần dần. Cho nên trong đời của mình mà phải nói là cái thiện căn, cái phước đức chúng ta lớn thì chúng ta mới được thân cận gần gũi những bậc đại thiện tri thức. Có những lúc họ nói, nhưng có lúc không thèm nói gì đâu. Mà không thèm nói không có nghĩa là không có làm gì cho mình. Chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm điều đó. Không phải đợi rồi phải kêu mình lên, phải dạy điều này điều kia, không phải như vậy. Họ đâu có cần phải mất công vậy đâu. Thấy lì lợm quá rồi mới kêu nói thôi. Cho bình thường là người ta đúng làm âm thầm gì đó, cũng sắp xếp, cũng gài cái chuyện gì đó để cho mình làm cái kiểu gì đó, mình tiêu nghiệp được, là các vị đó rất là khéo léo để có thể chuyển nghiệp riêng của mình. Thế nên chừng nào khi mình ngộ đạo ra mình biết là ông thầy mình cực cái kiểu gì với mình bao nhiêu đời kiếp rồi. Còn mình không có ngộ đạo, mình không có hiểu nổi ông thầy dạy kiểu gì đâu, đợi ông nói mình mới biết là ông dạy mình. Đúng không? Chứ còn ông không trực tiếp nói với tôi là coi như ông không có giúp gì tôi, rồi tôi không chấp nhận, không phải như vậy đâu. Thật ra là với trí tuệ các vị giác ngộ thì dứt khoát sẽ thấy rõ ràng cái căn lợi độn của tất cả chúng sanh. Mỗi một người hoàn toàn khác với người khác về nhiều phương diện. Chứ không nói trình độ học thức là cái chuyện bình thường. Trình độ học thức không nói chuyện lợi độn ở đây. Có những người không biết chữ nào nhưng mà nghe Phật pháp họ hiểu thông ghê gớm. Có những người có nhiều cái bằng cấp ghê gớm mà nghe đâu có hiểu gì đâu. Thì cái căn lợi độn không có nghĩa là học thức, mà là gì? Là sự nhạy cảm, sự nhạy bén về mặt tâm linh đủ sức để có thể thấu hiểu được chân lý. Người dễ hiểu chân lý, người dễ có thể sống mà xả ly được đó. Chúng ta thấy một người mà ít dính mắc, căn lợi độn nó dễ biết. Một người ít dính mắc là cái người đó có khả năng sống vượt thoát, và đó được xem như là cái căn mà tương đối lanh lợi. Họ không dướng được, do trí tuệ họ rất là nhạy bén để họ thấy được sự vướng chấp của mình từ thô cho tới tế, mà thấy càng tế chừng nào thì căn càng lợi độn chừng đó, càng lanh lợi chừng đó. Cái người mà lanh lợi chừng nào là họ sẽ thấy rất là rõ tất cả những cái nghiệp tập phiền não đang dậy khởi nơi tâm của mình. Lợi căn có nghĩa là sự lanh lợi về căn cơ của chính mình, để mình thấu suốt được tất cả những nghiệp tập đang hiện có, dù thô cho tới tế nơi tự tâm chúng ta. Còn những người độn căn hả, làm nó sai, kêu nó lên rầy, nó còn cãi, nó đấm cho nó đau thiệt đau, nó mới nhận tội, nó mới sám hối, thì cái loại đó là độn căn. Làm sai mà không biết mình sai. Còn cái người mà lợi căn, chỉ cần có một ý niệm sai trái là họ đã ra thấy rồi. Cho nên đối với chân lý, đối với Phật pháp, họ dễ có thể hiểu, dễ có thể nhận hơn cái người độn căn. Thì chúng ta chỉ có thể hiểu cái người độn căn và lợi căn là người đó dễ thấy lỗi của mình hay là khó. Làm lỗi mà không thấy mình có lỗi thì đó là lỗi độn căn. Còn lợi căn thì thấu suốt. Mà lợi căn đến cái mức độ mà rất là tinh tế, những cái móng niệm nhỏ nhiệm xảy ra nơi tâm đều thấy rõ, biết rõ để mà quả tán. Chưa tới cái hành động, chưa tới cái lời nói là họ đã giải quyết xong rồi, đúng không?
Còn lợi độn căn chửi lộn chí chóe mà đứng mình can nó thôi đi tu rồi đừng có chửi lộn, không tôi phải chửi cho nó biết mặt tôi nó như thế mà không chửi nó không có được. Kiểu đó là độn căn. Đúng không, cái sai vậy mà bây giờ mình cản còn không được là cái gì biết độn căn rồi. Nó cũng khó để mà chúng ta nhận ra. Cho nên chúng ta chỉ thử để cho họ tự nhận ra, chứ còn mình nhìn là mình biết rồi. Nhưng mà họ không bao giờ họ nhận là họ độn căn, thì mình cho họ làm cái gì đó mình thử ra, mình bắt đầu họ làm sai mình nói họ cãi là biết đó. Chính cái chỗ cãi này vì cái sai trái mà vẫn còn cãi là biết họ độn căn rồi chứ không phải lợi căn. Và những người đó thì sao? Khó có thể ngộ đạo hay thông định, khó lắm. Những cái sai trái của họ thô mà họ nhận ra không được á thì biết đời này khó tu. Họ càng lợi căn chừng nào thì càng nhạy cảm, nhạy bén chừng đó. Mà nhạy cảm là nhạy bén là nhiều khi á, mình chỉ cần đi tới muốn nói chuyện với người đó mà họ nhìn mình không có, không muốn nói chuyện với mình. Họ có nhìn ánh mắt khác lắm à. Còn họ muốn nói chuyện với mình cặp mắt họ gì rỡ ra đúng không? Sáng ra, vui ra khi gặp mình. Và nên ngồi xuống nói chuyện lâu lâu chú y. Tới giờ mắt mình cứ giờ mắt cái người đó là mình biết à. Họ nhìn mình cái họ nhìn xuống có nghĩa là họ muốn tiếp, muốn đuổi mình rồi. Thôi chào đi đi, đừng có ngồi xuống chi mất công phiền. Những người lợi căn họ sẽ nhìn ra được cái người đối diện với mình muốn cái gì ở mình nữa. Để lợi căn mà. Thì nhiều khi thầy tác ý muốn dạy mình có điều gì mà mình không biết, đúng không? Giống như là lợi căn là khi mà thầy gõ đầu mấy cái là biết canh ba vô thất gặp riêng. Đó gọi là lợi căn. Đúng không? Hiểu được ý của tôn sư của mình. Còn bình thường kêu dạy ngồi hả hộn hộn nó, ủa thầy nói gì? Thì cái loại đó là độn căn. Cho nên độn căn lợi căn dễ nhận chứ không có khó. Trí biết các thế giới. Với một cái bậc giác ngộ như Đức Phật thì chúng ta không nói, Đức Phật đã thấy rất rõ hằng hà sa số thế giới ở mười phương. Chứ Bồ Tát của mình á, các vị thánh đệ tử của Đức Phật chứng A-la-hán có thấy hết vậy không? Xin thưa chưa đủ sức nha, chỉ thấy một cái chừng nào đó thôi, không thể thấy hết hằng hà sa số thế giới chúng sanh. Và tại vì á, hằng hà sa số thế giới chúng sanh thì các vị A-la-hán có thể thấy. Nhưng bây giờ hằng hà sa số nó cõi giới thánh hiền là ở tầng cao hơn là vô không nổi. Hằng hà sa số cõi giới của chư Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật là các vị mới chứng không thấy nổi đâu. Cũng như hằng hà sa số những cái tâm muội, những cái trí chứng của các vị Đại Bồ Tát là chịu. Chỉ có Phật mới có thể thấy nổi, hoặc là các vị Bồ Tát đã trải qua tất cả những cái tâm muội đó rồi, tất cả những trí chứng đó rồi thì các vị mới có thể biết được cái tầng giới này. Thành ra Bồ Tát mà tự tại từ cái cõi chúng sanh mà lên tới cõi Phật là các vị nó chuẩn bị thành Phật mất rồi. Còn không là tự mình đi xuống chúng sanh thôi, tức là ra vô tam giới này thôi. Ra vô tam giới này thì từ những cái cõi, từ cõi thánh hiền trở xuống thì không có khó. Giống như bây giờ mình, cái này khó nói cũng khó tưởng tượng, tức là một người đã chứng thánh rồi mà họ tới đây á, thì có một số người biết, có một số ví dụ như chư thiên cõi trời biết nè. Những vị mà ở cõi tiên mà những vị thuộc dạng đại tiên mới biết, chứ tiên thường thường không biết. Những cái cõi ma thì thuộc cái dạng mà gọi là thiên ma chủ á, thì mới biết, ma thường thường nó cũng không biết. Thuộc những gì mà gọi là lớn rồi mới biết được. Cho nên nó tới cõi phàm của mình, họ tới đây thì mình không biết. Mình không biết, mình nhận họ không ra đâu. Nhưng mà họ xuất hiện chư thiên lễ lại đầy đường, đầy xá, mình cũng không biết chư thiên lễ người này nữa. Mình không thấy. Thật ra là cái sự xuất hiện của một cái vị mà họ có cái gọi là ở phía trước họ cái chân mạng á, tức là cái đời trước khi mà họ thọ cái thân này á, thì cái gọi là cái đẳng cấp đó đó, đẳng cấp nó còn nguyên vẹn, còn nguyên thể hiện một cái đẳng cấp của một vị thánh rõ ràng lắm. Mà họ mượn thân phàm, cái mình nhìn mình thấy thân phàm, tưởng ổng phàm phu,
Tại vì mắt phàm mình đâu thấy hơn cái thân phàm đâu. Có đôi khi mình nhìn anh cũng đẹp trai hơn mình. À, cái gì nó xuống anh mượn cái thân cũng lèm nhèm, cũng không cần đẹp trai lắm. Rồi mình nhìn mình thấy người này phước tướng cũng có nè, nhiều cái mà để có thể mà thể hiện người có phước họ cũng không thèm nữa. Như vậy cái mình nhìn thấy họ xấu, họ không có phước tướng, rồi thậm chí là họ cũng không giàu sang, họ cũng khó khăn, rồi tùm lum la, cái mình nghĩ ồ sao ông này chắc cũng phàm phu như mình. Lòng chết là chúng ta không đủ sức để nhận ra điều này. Cho nên các vị Bồ Tát là ngoài cái chuyện mà biết các thế giới, và khi biết thế giới đó thì biết chúng sanh trong thế giới đó nó sinh hoạt cái gì, nhiều hay là ít, tuổi thọ chúng sanh đó làm sao, nghiệp báo chúng sanh đó như thế nào, và thế giới này còn tồn tại bao lâu. Nó có thể thừa sức thấy. Ví dụ như thế giới của mình đang ở đây thì còn tồn tại bao lâu nữa, loài người sẽ còn tồn tại bao lâu nữa, nó sẽ bị cái gì xảy ra nữa thì họ sẽ thấy. Tất cả cái thế giới còn tồn tại hay là chuẩn bị băng hoại trong cái thời điểm nào họ thấy, thì gọi là biết tất cả các thế giới mười phương. Còn trí biết tất cả những tri giải, đó như nãy mình nói, tức là trong cái mười hiệu Như Lai thì gì? Như Lai ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Tức là tất cả những kiến giải của thế gian các vị nào đều thấy đều biết, không cần phải học ở trường lớp đâu, nói vậy không cần. Họ thấy họ hiểu hết, họ biết hết, họ biết còn sâu hơn cái người đã học ở trong chuyên môn của cái ngành nghề đó nữa. Và họ biết rất là sâu những chuyện này. Cho nên là những cái tri giải thì nó không có khó đối với những bậc giác ngộ, những cái thấy biết của mình nữa. Những cái hiểu biết, cái kiến giải của mình thì các vị đều thấy rõ. Cho nên đó, khi mà thấy không phải là thấy rõ cái kiến thức mình đâu, còn thấy mày học ở đâu nữa, thầy nào dạy mày nữa. Hiểu thấy kiểu đó, đó rồi mày học cái ông thầy đó mày hiểu được bao nhiêu phần trăm. À, hiểu chưa hết ông thầy ở chỗ nào, cần phải bổ túc thêm để hiểu trọn vẹn ý ông thầy mày dạy nữa kìa. Người ta còn có khả năng thấy được tới điều đó, gọi là thấy được tri giải, chứ không phải là hiểu được kiến giải là khi mình trình bày, mình giải thích, mình nói thì mới hiểu, đâu có cần vậy đâu. Thì cái kiến thức và cái tâm thức của mình ấy, nó sẽ hiện ra giống như là trước mặt các vị Bồ Tát, nó giống như hiện nguyên một cái màn hình trước mặt với bao nhiêu chữ nghĩa vậy đó. Các vị thấy luôn tới chừng đó. Cái dao động mình là cái gì? Họ nhìn ra. Cho nên là đối với kiến giải thì không phải là hiểu những cái hiểu biết của người ta đâu, mà hiểu cái nguồn để mà có thể thu gom bao nhiêu kiến thức này là ở đâu, và hiểu được bao nhiêu trong cái nguồn kiến thức của mình đang thu gom nữa. Thì đó gọi là thấy được cái tri giải. Và biết tất cả các đạo chỗ đến của ai? Của mình và của tất cả chúng sanh. Tại vì sao? Đã đồng với cái thiện căn của chư Phật rồi, cho nên là chứng tất cả những cái quả vị chứng của tất cả chư Bồ Tát khắp thập phương thế giới, người này biết, người này á. Và người nào chuẩn bị thành Phật biết luôn nữa. Và ngày nào thành Phật hiểu gì biết luôn. Thì đó gọi là biết tất cả đạo, cả chỗ đến. Tức là người nào tu đến đâu, chứng cái gì, có thần thông gì, có trí tuệ gì, có hiểu biết gì, có năng lực gì, thì các vị này biết rõ. Cái chỗ đến có đạo lý biết mới là siêu xuất, chứ còn biết nghiệp chúng sanh thì cũng chưa có gì. Chỗ đến tất cả đạo lý đều biết rất là rõ ràng. Trí biết các thiền định tam muội, giải thoát cấu tịnh khởi phải thời hay phi thời. Cái này nó có lòng thòng cái câu là đương nhiên là tất cả các thiền định, các tam muội, tức là những cái thiền định bình thường và chánh định, chúng ta sẽ thấy ra cái câu lòng thòng cái thiền định là khác. Nhưng mà nói tới tam muội là khác, tam muội là chánh định. Như vậy là lúc anh thiền định thì anh có thể, anh không phải chánh định. Lúc anh thiền anh có thể thành cái thiền nào khác. Nhưng mà nói tới tam muội có nghĩa là bắt đầu có chánh định, rớt vào chánh định. Tức là người đó đã có chánh kiến ở trong Phật đạo, mới hành đúng cái pháp Đức Phật, mới đạt được những cái tam muội này. Và chạy này nó lòng thòng nguyên câu là giải thoát cấu tịnh phải thời hay là phi thời. Nếu như bây giờ mà rớt vào chánh định á, thì sẽ thể hiện cái gì? Sự thanh tịnh của định, đó gọi là phải thời. Nhưng nếu không có rớt vào tam muội, tức là không có đạt được chánh định thì sao? Thì cái định gì nó cũng là phi thời.
Nên cái nghĩ đó lòng thòng, nhưng mà có hai cái đó để chúng ta phải hiểu cái câu này. Nó kéo dài là trí biết các thiền định tam muội giải thoát cấu tịnh khởi phải thời hoặc là phi thời. Phải thời là khi anh có đầy đủ tam muội, có đầy đủ chánh định thì được gọi là phải thời. Thế như vậy là chị Bồ Tát nhìn người kia ở trong định, nhưng mà anh có chánh kiến để đạt được chánh định chưa? Và anh đang ở trong định nhưng mà anh chưa đủ chánh kiến, anh đang ở tà định. Nhìn cái là anh ta biết. Chứ còn nhìn đâu họ, người mà đang ở trong định thì họ không có thể trình kiến giải được rồi, họ không nói chuyện được rồi. Nhưng mà với cái trí tuệ có thể chuyên suốt được những cái định của chúng sanh là kinh khủng lắm à. Trí tuệ này mới thật là trí tuệ Phật Đạo. Cho nên một vị thầy hướng dẫn một cái đạo tràng tu tập, thì cái người đó mặc dù họ vô định, nhưng mà họ nhìn thấy cái khí của cái người này vô định, nhìn thấy cái hào quang của người này tỏa ra trong lúc đó là hào quang gì. Mặc dù tâm nó đã yên rồi, nhưng mà còn nhiều tà khí, còn cái hào quang nó còn những cái vần tối, nó còn hiện cái màu xanh là đi vào con đường ma gì gì đó, là họ nhìn họ thấy. Và như vậy là họ có thể giúp được, chứ không phải giúp không được trong lúc người ta vô định đâu. Họ thừa sức họ giúp được những cái đoạn này. Tại vì trong cái công phu mà đi sâu vào thiền định là ngay cả bản thân của người nhập định họ không kiểm soát được mình. Nếu mà họ không có đủ chánh kiến của Phật Đạo, còn đủ chánh kiến Phật Đạo thì đi vào tam muội thì chuyện nó rất là dễ. Tại ra những cái bước mà công phu ở trong Phật Pháp để đi vào được chánh định là một chuyện hoàn toàn khác. Còn thiền định bây giờ quá nhiều luôn. Và họ cũng có thần thông, họ cũng bay trên hư không rồi nọ, nhưng mà không phải. Tôi nói thì chỉ coi cái clip quay họ thôi là tôi biết họ ở đâu, không cần phải gặp. Thật ra là họ ca tụng cái ông gì bây giờ là dạy tùm lum ở thế giới này, bay biểu diễn, tôi nói không phải đó. Không phải kiểu gì tôi được quyền nói, nếu cần tôi sẽ lý luận đối thoại trực tiếp. Tôi sẽ nói là cái cảnh giới định gì và đi theo con đường gì, chứ không phải con đường giải thoát của Đức Phật. Tại tôi thấy rõ nó không phải là chánh định tam muội mà, định khác. Định khác nó cũng có năng lực, nó gần như có thần thông. Và nó chiêu tập quần chúng nhanh kinh khủng khắp thế giới này. Tôi nói là cả hết thế giới loài người này có theo anh đi nữa, tôi vẫn nói anh không phải là chánh định. Không phải chuyện giỡn trời. Tại vì cái chuyện chánh định nó là một cái khí khác, nó thể hiện một năng lực trí tuệ khác, và cái cách thức để mà có thể đưa người ta vào đạo giải thoát khác hoàn toàn. Còn không đi cõi khác mà sẽ dẫn dắt nguyên một cái loạt người đi cõi khác, để đi cõi khác thôi, chứ không phải là đạo giải thoát. Tôi biết cái điều này. Nhưng mà tại vì mấy người bình luận rồi hơn thua mấy cái chuyện đó, họ nói linh tinh không có đúng đâu. Đúng là tại vì mình nhìn nó cũng làm ồn cái thế giới này quá, buộc tôi phải coi một hai clip nó biểu diễn nó bay, thì nó không phải rồi, không phải rồi. Nhìn thấy là không phải, tại cái khí của người đó nó phát ra. Một người mà ở trong cái tình trạng tâm thức đạt đạo, những cái tầng bậc thánh hiền, nó có một cái sóng não, nó phát ra một cái tầng hào quang của chánh và tà rõ lắm, không có giấu được. Anh vô định mà cái dòng hào quang của anh cái gì thì sẽ nói cho nghe, tôi sẽ đọc luôn lúc đó là cái gì nữa. Chứ đừng có nói chứng thánh mà cái hào quang nó không có đủ cái tiêu chuẩn của thánh. Dù như cố gắng làm cho mình thanh tịnh đi nữa, nó cũng không có thể trong sáng vàng giống như cái kiểu mà chánh định tam muội của đạo Phật. Cho nên ngon kêu lại tôi sẽ lý luận. Mọi người tôi họ tạm thời không nói tên, nó thành ồn ào, chứ thực sự ở đó không phải. Nhưng mà cái mà quý thầy mình lý luận nó không phải, với thầy quý thầy liền chưa ra à. Có những cái kiểu đối thoại nó dở lắm, không có nói được. Mình nói tới cái gì để nó có thể nó bó phép thấy rõ ràng là tôi không phải là người giải thoát đạo Phật. Mặc dù tôi mượn những ngôn ngữ của đạo Phật để tôi chiêu dụ thiên hạ, tôi dùng cái từ là mượn ngôn ngữ của đạo Phật, không có đúng đâu. Đi vào sâu trong định kìa, để có thể nói chuyện với anh ngay cái gốc mà anh đang trụ, cái định anh đang có à. Nói tới đó là nó mới chịu bó phép, chứ nói khơi khơi ngoài không lợi nó. Nói ngoài không lợi, nói đúng chuyên môn đàng hoàng. Thì anh thể hiện một cái định gì để anh toát được cái hào quang cỡ cái tầng nào tới đâu, chứng được cái quả vị gì trong Phật Pháp. Chứ còn cái mà hiện giờ họ đang ùng ùng đi theo thì sẽ đi một thế giới khác. Anh này sẽ dẫn đi một thế giới khác, khác loài người thôi, chứ không phải là đạo giải thoát của đạo Phật. Tôi có thể nói được tới những cái tầng anh tới nữa, và anh sẽ đi đâu nữa, đừng có chọc. Nói đến đạo Phật là người ta phải thấy được tới cái chừng đó để người ta nói, chứ không nói lý luận, không nói lý thuyết,
không nói lý thuyết. Nếu mà nói tới cái chuyện mà tam muội cỡ này là không nói lý thuyết nữa à, đem tam muội ra nói, đem chánh định của đạo Phật ra nói. Và chánh định đạo Phật nó lộ cái hào quang gì, rồi hào quang ở một cái tầng nào nó mới được xem là chánh định. Người nhập chánh định rõ ràng là có hào quang, cái khí bao quanh họ kinh khủng lắm. Chưa thôi những cái tầng đó lại có ai hộ vệ nữa, cái tầng hộ vệ để gìn giữ người đó nữa còn kinh khủng. Ở bên sau nó là nhiều chuyện lắm. Họ nói chiều sâu của cái thiền định là nhiều chuyện lắm. Nói đơn giản, cho nên nói lý thuyết thì được, lý luận nhân thua được. Anh có đủ cái gọi là cái gì, có cái khả năng marketing gì của anh để anh mở rộng cái pháp của anh thì điều đó tôi chấp nhận, là anh có khả năng hơn để anh làm thu hút quần chúng hơn thì đó chấp nhận. Nhưng mà không phải đạo giải thoát của đạo Phật đâu, nhìn là sẽ biết. Nhiều, rất là nhiều người cứ đưa tài liệu nói thầy làm ơn thầy phải coi cái này, thầy phải học rồi nọ để thầy có gì gì gì. Tôi nói rồi, cần học cái này để có học cái này để có cái gì, chứ không có đạo giải thoát cho nên tôi không học. Đọc ba câu là biết là ai rồi, đâu cần đọc hết cuốn sách, mất thời gian lắm. Thời gian để tôi nằm đưa giọng ngủ sướng hơn, đâu có mất thời gian với cái đạo này. Nó rõ lắm. Cho nên nói mà mình á, tại vì á, mình muốn nói tới cái chuyện chuyên tu thôi, chứ còn mình không muốn nói rộng ra bên ngoài. Bởi vì nhiều cái chuyện cần phải tranh luận, mất thời gian lắm. Ở đây là nó đụng tới tam muội là chúng ta sẽ nói chuyện của tam muội. Cho nên đây là anh khởi cái định phải thời hay là phi thời, có nghĩa là anh nhập định đúng hay là sai. Nói chuyện đó mới là chuyện đáng nói của đạo Phật. Nói tới đạo Phật là phải nói tới cái chuyện này. Và những cái bước nhập định của anh bắt đầu anh hành pháp từ đầu cho tới cuối, anh bước từng bậc nào của định trong đạo Phật được gọi là chánh định. Và chưa có nếm những cái mùi cái nguyên sơ chánh định, cái ban đầu để anh bước vào cái cửa ngõ chánh định thì chưa có nói được sâu trong cái tầng bậc của định của đạo Phật đâu. Và tầng bậc định nào phá vỡ được cái gì, anh được thăng tiến tâm linh ở mức độ nào, anh chứng đắc được quả gì gì đó, đó thì Bồ Tát phải thấy được cái chuyện này mới nói chuyện người ta được. Còn nói chuyện nghiệp ba đời rồi nữa là thể hiện thần thông rồi, chuyện đó nhiều người biết lắm. Chuyện đó không có khó, nhưng mà nói sâu trong thiền định tam muội là khó à. Không, không có trải qua những cái cảnh giới thiền định thì không có được đâu, không có nói gì được trong này. Đó, cho nên là khởi cấu tịnh trong thiền định là người ta cũng biết, đi lệch miếng là người ta biết. Cho nên khi một vị thầy chuyên môn mà hướng dẫn cái pháp hành của người ta, đệ tử mà nó hành pháp chịch chút là biết chứ. Biết sửa liền hay là không sửa liền, cho mà trả giá hay là phải sửa liền thì cũng phải biết, rồi trật cho trả giá một đoạn nữa. Chứ không phải thấy trật sửa liền đâu. Ủa, trở giá rồi ngộp thở rồi đó, rồi bắt đầu mới sửa lại, chỉnh lại cho đi đúng thì nó thoát. Và chỉ cần một cái sự gợi ý sau khi người ta đã bị bầm dập trong đó rồi, và một gợi ý sẽ thoát ra. Thì đó là phương tiện ở sâu trong cái chiều sâu của thiền định của Phật đạo. Cho nên học đạo mà nếu mà nói tới cái đạo lý chuyên môn mà không có một vị thầy sáng mắt đó, thì thôi đi gõ mỏ tụng kinh cho qua ngày. Còn nếu mà có thầy sáng mắt mới nói chuyện chuyên môn. Và khi đã nói chuyện chuyên môn rồi là phải nói tới đâu nó sẽ là cái gì, tới đâu nó sẽ là cái gì, tới đâu nó sẽ là cái gì, là rất rõ ràng tầng bậc như vậy thì mới nói đi tu đạo chuyên môn chứ. Còn không thì gõ mỏ tụng kinh đi, kiếm cơm qua ngày. Và đạo Phật coi chừng nó sẽ tới cái đoạn này thôi, nó sẽ không tới cái đoạn sâu được. Tới đoạn rồi cốc cốc chen chen, tới giờ cúng cơm. Chứ còn nó giải quyết được chuyện gì, đạo Phật sẽ là những cái chuyện đó. Vì cái chuyên môn không còn kiếm ra được nữa. Cái trình độ này mà dẫn một người đi vào chuyên môn thôi cũng đã là khó, chứ đừng nói kiếm bậc thầy chuyên môn, đúng không? Bậc thầy chuyên môn mà có xuất hiện trong cái thời này rồi, họ đi cho nó một gốc trên thế giới này kiếm người chuyên môn để dạy, kiếm còn không ra thì không nói chuyện đại chúng được. Những cái này không thể nói chuyện đại chúng được, đấy là một điều rất khó. Cho nên đến đạo Phật mà nói đạo chuyên môn thì chịu rồi. Nhưng mà nếu không nói chuyên môn thì không thể nói đạo Phật được. Là cái gì chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật mà không trải qua chánh định thì là cái gì? Anh không có chánh kiến, không đi vào đạo Phật để đạt được chánh định thì anh đi đường nào đó, chứ không phải đi đường đạo Phật đâu. Và khi mà đạt được chánh định tâm muội rồi, trải qua những cái tầng bậc chánh định
đó mới có thể trải qua những trần bậc thánh hiền, mới có mở được cái trí thánh của mình và mới giác ngộ giải thoát. Phải đi đúng đường lệch chút hả, tôi bảo đảm là đi mấy tỷ kiếp về sau lơ mơ chỉnh không nổi. Thành ra đừng có thấy đông đông ham chạy theo đi tuốt luốt hết rồi, đi nhiều lắm rồi. Bây giờ thấy đây nhiều lắm, thấy cả một cái tộc thể tộc đó, nhưng mà cái khí nó tôi thấy không phải đi đi đường khác rồi, không phải theo đường giác ngộ giải thoát đâu bạn đâu. Ra là thật sự là phải biết cái tâm muội giải thoát của Đức Phật một cách như thế nào, và những cái thiền định không phải là tâm muội giải thoát Đức Phật là cái gì, thì mới hy vọng là chúng ta có được chánh kiến Phật đạo. Học đạo tới đây mới được gọi là có chánh kiến, là từ cái thô bên ngoài chúng ta không lầm lẫn, cho tới những cái tinh tế trong thiền định chúng ta cũng không được quyền lầm lẫn, lệch tí xíu thôi đi đường tà muôn kiếp. Bây giờ nói chuyện công phu không phải là dọa nhau đâu, đi vô thiền định mà lệnh cái là không đường gỡ, chuyên môn lắm thì ông thầy mới chặn đường mà lại được, chứ thôi đi tuốt luốt chứng quả khác, chứng cái gì chứ không phải chứng quả thánh. Và nó cũng có năng lực, nó cũng có thần thông, nó cũng tưởng nó chứng thánh, chứ không phải địa vị thánh hiền là khác với tất cả những năng lực thần thông đang có trong cái cõi này, không có đơn giản rồi. Cho nên nói về năng lực, nói về thần thông, tôi có thể phân biệt được tất cả các loại năng lực của anh đang có, anh đang hành cái đạo gì, và anh chứng cái đó anh sẽ đi đâu với thần lực thần thông này đang có trong cuộc đời của anh, chọn đi cái cõi gì. Chứ đừng có nói chuyện chơi, không phải là có thần lực thần thông là chứng thánh. Chứng thánh là đi cái cõi thánh hiền, nó khác hoàn toàn. Anh phải phá vỡ cái gì, anh bước bước nào, anh chứng thánh gì, và chứng tới mức độ nào, được thanh tịnh ra làm sao thì mới có được thần thông gì. Thì những cái đó nó rất là rõ ràng ở trong con đường của chánh định giải thoát của đạo Phật. Khác lắm, khác nghìn tùng, không phải khác sơ mơ đâu. Cho nên chúng ta dễ bị lầm về thiền trong cái thời điểm này lắm luôn á. Nhưng mà cái duyên mình cũng không thể thu gom được hết, đúng không? Cái duyên thôi. Có nhiều khi chúng ta cũng theo học Phật Pháp lâu năm thì mình thấy mình học, mình tu hoài, mình cũng không tiến bộ gì, cái mình ham hố nghe người kia làm cái bộ lẹ kìa, chạy theo, chạy theo đi chỗ khác. Rồi cái chuyện giác ngộ giải thoát mà nói chuyện dễ ăn giống như là ăn cơm thì thôi, đạo đó là giá trị gì. Cho nên thánh hiện xuất, thánh hiền mà xuất hiện trong tam giới này là một của báo cho tam giới, chứ không phải của báo cho một cõi nước này đâu, thật sự là của báo của tam giới này. Nhưng mà mấy người để biết được của báo đó để mà theo, có mấy người. Thậm chí là họ đã sống chung rồi, thậm chí là họ đã gần gũi, thậm chí là họ học hỏi luôn, họ vẫn không có thấy ra nữa, và họ còn che vai nữa. Thật ra là muốn mà đủ cái trí tuệ để được xác định rằng cái định của mình là chánh định hay không, thì người đó phải có một cái, phải nói là có cái chánh kiến tương đối vững vàng. Cho nên nói chơi ở ngoài cái gì cũng nói được, mà đụng vào chuyên môn của thiền định là không giỡn chơi, dù là một sát na rất nhỏ cũng phải dè dặt. Thì vậy chứ có ai vô sâu định mình không muốn bàn, mà đi vô định đi rồi sẽ nói chuyện cho nghe. Ai mà ngon định cái gì đi rồi nói chuyện cho nghe. Đó, định tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng gì đó bắt đầu nói là bây giờ định đó là trước khi vô đó là phải như thế nào, và vô ra ra làm sao, và nó cần phải chỉnh đổi cái gì để tiến theo cái kiểu gì để đạt được cái chiều sâu hơn nữa, thì lúc đó mới nói chuyện chuyên môn. Còn bây giờ đâu có ai chuyên môn đâu, thành ra nói nó thành thừa. Cái chuyện đó là cái chuyện bàn sao. Nhưng mà ít lắm một người tu Phật sau khi chúng ta học được những cái đạo lý chuyên môn của đạo Phật rồi, và chúng ta bắt đầu hành trì công phu đúng như pháp của Đức Phật dạy á, chúng ta phải trải qua những cái tầng bậc định. Chưa chắc anh đã vô sơ thiền, nhị thiền là anh đã vô được chánh định. Nhưng mà nó chỉ được về trần tề này nè nọ kia thôi, chứ đâu phải là con đường giải thoát. Đường giải thoát có thể là tôi không đi qua con đường sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tôi có con đường định khác nữa. Không phải là tứ thiền là đi theo, tại vì tứ thiền trước đó là của người khác chứ không phải của Đức Phật. Và Đức Phật cũng dụng công đi vào con đường tứ thiền đó là nó thật biết thôi. Cho nên ở cuối sử Đức Phật mà nói Đức Phật vô ra tứ thiền tôi ức lắm. Tôi không nói được cái tôi ức lắm. Đức Phật tịch trúng được cứ dạo vô tứ thiền rồi cái dứt ra từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Có ông Thiết Minh nữa, trời đất ơi.
Vậy thì đâu phải là Đức Phật mà nó phỉ báng Đức Phật một cách trầm trọng như vậy mà dám để trong lịch sử, tôi khó chịu dễ sợ luôn á. Tôi mà nếu có năng lực là tôi đốt cái đoạn đó là sạch sành sanh không còn chữ. Để tôi nói cái chuyện Đức Phật nhập Niết Bàn như thế nào, nó khác với cái chuyện lịch sử đang nói. Tứ thiền không phải là cái riêng của Đức Phật, và nhất là cái chỗ đến của Đức Phật nó vượt quá hàng tỷ lần của tứ thiền rồi. Vậy mà phúc nhập Niết Bàn Đức Phật lại là bỏ thân không nổi, nghe nó ức chưa từng có luôn. Không có hiểu biết một chút về thiền định, chẳng lẽ mấy ngàn năm lịch sử lại còn để nguyên cái chuyện này mà để một cách rất là khó chịu. Sai lệch, sai lệch quá xa với cái quả vị của Đức Phật. Trời ơi, mọi người chứng thánh quả A-la-hán rồi, chưa nói tới Đức Phật, là khi họ nhập định họ đâu có cần qua tứ thiền đâu. Không có cần. Chuyện tôi nó nhỏ lắm. Nó nhỏ hơn một hạt cát mà nghiến lậm tỷ lần dính vào bàn tay của mình nữa. Mà tại sao Đức Phật phải dạo vô dạo ra tới không? Nó Đức Phật phải dạo từ sơ thiền tới tứ thiền, rồi từ tứ thiền trả là tới sơ thiền, làm bốn lần vậy mới nhập Niết Bàn. Đọc lại những cái đoạn sử trước phút lâm nhập Niết Bàn của Đức Phật rồi nghe nó ức gần chết luôn. Nhưng mà tại vì mình không thể nói được. Chứ còn tôi nói được là những cái chỗ đó tôi đốt. Tôi nói câu đầu tiên là cho mượn cái hộp quẹt. Và đốt đó là không nói chuyện sao. Chứ còn bôi nhọ lịch sử Đức Phật một cách quá trầm trọng mà chuyên môn cái chỗ này không ai đụng vô, tức không? Mà cái này tôi nói nhiều năm về trước lắm, rất là nhiều năm rồi, tôi đọc tới tôi khó chịu rồi. Trời ơi, cái chỗ nhà Đức Hoàng, Đức Phật ly kỳ lắm, không có đơn giản là cái chuyện mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dạo qua lẹo lại mấy lần. Cái chuyện nè, chuyện cuối cùng khi Đức Phật đã nhà Đức Hoàng rồi, ngày Ca Diếp về trễ, cái quan tài bằng sắt đó nha, chứ không phải quan tài bình thường á. Mà Đức Phật cho cái giò cái lủng ra khỏi quan tài cho ngày Ca Diếp đỉnh lễ mà. Đúng không? Sơ thiền tới tứ thiền có khả năng đó không? Tịch rồi mà còn làm chuyện đó đó. Cái thứ hai đó là họ dùng tất cả các loại dầu thơm, dùng tất cả các loại gỗ thơm, dùng tất cả các loại lửa đốt không cháy cái đài quả táng của Đức Phật. Bỏ tài hết. Đó, Đức Phật phải thể hiện cái lửa tâm muội của mình tự thiêu đốt mình cho lửa thế gian không đụng tới được. Nhưng cái chuyện này là sao không thấy? Tịch rồi đó mà còn có năng lượng như thế, thì cái thân này thì Đức Phật không có làm chủ được sao? Phải vô sở thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những cái chuyện rất là tào lao mà cần để nguyên trong sử Đức Phật. Để mình thấy là cái chuyện này khó, nó đụng tới cái chuyện thiền định, nó quá trời chuyện ở trong đó. Mình không có nói hết được. Nhưng mà ở đây muốn nói là thấy rằng đối với đạo Phật nó có hai con đường đi. Một con đường cũng ngộ đạo, phá vỡ sanh tử theo cái kiểu của nhà thiền, là được khai thị để ngộ đạo, tức là đi vào con đường tuệ để đạt tới giác ngộ. Một con đường đi vào thiền định, nhưng mà cuối cùng cũng phải khai tuệ để được giác ngộ. Anh có đi thiền định thì anh cũng phải khai tuệ của thánh, anh mới chứng thánh quả được. Thì phải hai con đường. Nhưng có khi họ mượn ban đầu, họ mượn, rồi chúng tôi dùng từ là mượn qua tứ thiền. Đây là mượn, mượn đường để đi. Nhưng mà sau khi tới tứ thiền rồi, họ không thèm qua tới bát định, họ có thể đi con đường khác. Họ đạt tới tứ thiền rồi thì không trải qua không nguyên xứ, thức nguyên xứ, vô xứ, hữu xứ, không trải qua phi phi tượng xứ thiền, và họ có thể đi con đường khác. Đi đường khác, một là gặp thiện tri thức khai thị, hai là có một cái cách dụng công khác không cần trải qua những cái tầng thiền kia. Được chứ không phải không được, nhưng mà cái chuyện này là phải là cái chuyện rất 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 là riêng của những người công phu. Thì nói tới cái thiền định là một cái gì đó nó rất là chuyên ở trong đạo Phật. Chúng ta không phải là đào sâu ở đây để làm cái gì, nhưng mà muốn nhắc thức cho những người tu thiền trong cái thời này, thiền đầy đường, thiền khắp nơi trên thế giới, nhưng mà đạt được tới cái tam muội giải thoát thì rất là ít lắm luôn trong tất cả các trường thiền đang có. Không phải dễ đâu. Cho nên là không trách gì mọi người bị lầm lạc. Không trách. Đâu có ai đủ sức để có thể biện biệt được. Khi đi sâu vào thiền định
là chỗ nào là chánh định tâm muội, chỗ nào là thiền nó đã lệch rồi. Có cách để người ta có thể minh định chỗ này, nếu là một người chuyên môn họ sẽ nói là người ta thấy ra liền. À, ví dụ như đang nhập định đi, bây giờ nhập định mấy tháng mấy năm gì không cần biết. Nếu gặp một người chuyên môn, họ có cặp mắt, họ sẽ nói được anh đang định như vậy là anh sai chỗ nào, cần phải chỉnh cái gì để trở lại với chánh định của Đức Phật. Không phải dễ đâu. Đây là cái duyên rất lớn của một cái người công phu đi vào chiều sâu. Rồi học đạo nói học thường thường ngoài lý luận thì dễ rồi, nhưng mà đi vào thiền định chuyên môn thì nó là một cái chuyện rất là riêng đối với đạo Phật. Phải nói đó là cái chuyên sâu của đạo Phật mà không đạo giáo nào có thể học lớn được. Nó nghe thiền nó bắt chước vậy, nhưng mà nó học lớn ở bên ngoài và có thể có được một số sở đắc, có được một số năng lực thần thông, nhưng mà không rớt vào chánh định. Và không chánh định thì không bao giờ giải thoát, không bao giờ giải thoát. Và đi lệch con đường đó là khó quay lại lắm à, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên là học thiền chúng tôi nói là phải hết sức dè dặt tìm minh sư, hết sức dè dặt thọ pháp để tu. Chúng tôi phải nói một câu như vậy. Quý vị mà ham thiền, muốn nghiên cứu thiền, nghiên cứu chơi thì được, để thỏa mãn tri thức thì không có chuyện gì để bàn. Nhưng nói chuyện chuyên tu là phải kiếm một thiền tri thức thực thụ, họ có kinh nghiệm tu chứng, trải qua những cảnh giới chánh định ở trong đạo Phật như thế nào thì mới nói chuyện mà mình theo vị đó học thiền. Còn chưa có thì thôi, đi nghiên cứu chơi thôi. Giảng thì nhiều người giảng cũng hay lắm, dạy thì cũng có nhiều pháp để dạy luôn. Quá trời pháp luôn mà pháp đó không biết ông làm chưa nữa. Ông làm mà coi chừng ông trật bà lề trước mình, là giờ ông tưng tưng, ông không biết đường dạy đâu. Nhưng mà nghiên cứu thì có thể nói được, tại vì nghiên cứu nó không có đến đổi nó tưng. À, nhưng mà dụng công là trật bà lề, cái là hư học liền. Rồi là hư học liền là xong. Nó phải chân đơn giản, nó thiền mà đi vào đó, một là giữ nguyên mấy cái học ở trong đó, hai là hư học, giống như xài bình ắc kỳ mà hư học cái là hết xài đó, là cái như mất điện khúc là cái như là hư. Không phải vậy đâu. Còn mình hành thiền nó không có dính cái gì, tức là cái cách tu của mình nó chưa có ra cái gì, nó chưa có ra tro, ra trấu gì, ra rồi không có vàng sâu. Đó, mà đi sâu là chuyện khác lắm. Nếu mà chúng ta học thiền định là cái gì đó bên sau của thiền định đó, là phải đòi hỏi một cái sự chuyên môn, chuyên sâu thực thụ, chứ không nói chuyện khác đâu. Cho nên chúng ta cũng phải dè dặt khi chúng ta học thiền. Còn không nghe lý thuyết chơi, để mình có kiến giải, để cái cuộc sống của mình nó cũng rơi rụng bớt những cái gì đó nó thừa thải, để mình nhẹ nhàng bớt một chút. Còn chuyên môn phải thực sự là gắt gao đi tìm thầy, phải dùng cái từ như vậy đó, gắt gao đi tìm thầy. Và khi đã bắt đầu thọ học thiền với một vị thầy nào đó là họ phải trải qua cảnh giới công phu gì, họ đạt được cái trí chứng gì thì phải rất rõ ràng để có thể dẫn dắt mình, còn không là chịu. Cho nên cái việc học Phật thấy vậy chứ không đơn giản như mình tưởng. Học đầy hết rồi, nhưng mà gom lại để mà gọi là có chánh kiến thì sàng lọc cái đó rớt xuống sàn nhiều. Nếu ở trên sàn thì không việc đơn nhiều rồi. Không phải là ở lâu trong chùa nhiều chục năm là có chánh kiến đâu. Đối với chánh kiến hoặc đạo, không nói tới cái chuyện anh tu lâu tu mau, anh thấy đúng hay thấy sai rồi. Chứ không nói chuyện tu lâu tu mau ở đây, không nói chuyện tu sĩ hay là cư sĩ ở đây, mà nói chuyện là có đủ trí tuệ để thấy đúng sự thật hay không. Chứ không nói chuyện khác, không cần hình tướng gì hết. Chứ không nói thời gian tu tập. Anh Ngô nói một câu chính xác cho tôi đi. Nói một câu mà vượt không gian, vượt thời gian đi, thì mình theo người đó học là bảo đảm. Còn người đó mà chưa đủ trí tuệ để nói được một câu vượt không gian, vượt thời gian, không học thêm. Mình phải mạnh dạn như vậy để mình không có đi lệch đường tà. Nói chuyện mơ hồ, mở cả một cuốn sách viết dày, câu nào vượt ra cái chỗ gì hết rồi á, thì không được. Rất là khó, chứ không phải là dễ để mà chúng ta có thể tìm được một cái pháp của một cái vị thầy sáng mắt và hành trì đâu. Trí biết tất cả thế giới túc
trụ tùy duyên. Nghĩa là gì? Tất cả thế giới có đầy đủ và an trụ đó tùy duyên. Có nghĩa là thế giới nào có đầy đủ có nghĩa là gì? Có đạo giải thoát, nói chưa? Có cái phương pháp để làm thiện, có cách để sống an lành vân vân, được gọi là thế giới đầy đủ. Mà cái thế giới đó là hiếm. Ví dụ như thế giới mình có đạo giải thoát không? Có, được xem như thế giới đầy đủ. Đầy đủ là nó có hai mặt luôn. Thiện thì cũng đến mức độ mà tận cùng, ác cũng tận cùng luôn, đúng không? Thế giới đó mới gọi là đầy đủ, ở hai mặt. Nhưng mà ở cái trận cùng của cái sự nhiễm nhơ, của cái sự điên loạn, nhưng vẫn có cái đạo lý siêu thoát, thì thế giới đó được gọi là thế giới đầy đủ. Chứ còn nếu một thế giới mà thể hiện toàn là cái thiện thôi, giống như ở đoạn đầu chúng ta thấy có những cái cõi có những cõi trời. Cõi trời thì quá sướng rồi, sướng đến cái độ mà nơi tâm mình hơi lười mỏi một chút, cái có gì có trống cổ vang lên nhắc nhở mình, để mình giật mình, cái mình quay trở lại với lãnh đạo lại. Như vậy gọi là đầy đủ chưa? Cũng là đầy đủ. Nhưng mà thiện căn có các vị lớn thì được ở những cái vùng đó. Như mình bây giờ mà tu, mình giải đãi cái mình ngủ mất tiêu, đâu ai nhắc nhở mình đâu. Nên kia tâm vừa sơ hở thôi, trống cổ vang lên. Mà lạ lắm, khi trống cổ vang lên không phải vang khắp một pháp hội để cho tất cả mọi người đều nghe đâu, vang đúng cái người đang mà giải đãi đó thôi. Chỉ người đó nhận được cái tiếng vang đó và họ giật mình thức tỉnh, những người xung quanh hoàn toàn không biết. Và nếu như có một người lệch lạc cái kiểu khác, có tiếng cống cổ nhắc cái kiểu khác nữa, và hai người ngồi kế bên cũng không ai biết ai được nhắc kiểu gì luôn, nhưng mà họ được thức tỉnh. Trời ơi, có những cái cõi mà phước báo cả tầng đó mà không muốn về uổng không. Nó ít lắm là mình cũng phát nguyện về mấy cõi đó. Và tới cõi đó là mình không bao giờ bị lầm loạt lạc nữa. Vừa có một tí xíu lầm lạc có trống cổ nhắc liền. Vậy là mới gọi là đầy đủ. Cho nên có những thế giới gọi là cụ túc trụ, tức là đầy đủ để mà có thể trụ nơi đó, tùy niệm, tùy duyên của mình. Tùy niệm tức là tùy cái căn cơ học đạo của mình mà mình có thể được tới đó, tùy cái quả vị tu chứng của mình mà mình tới những cái thế giới như vậy. Những thế giới đầy đủ là gì? Trí tuệ có và phước báo có. Phước báo thì không có nhọc nhằn cuốc đất trồng rau giống như mình ở đây. Khi phước báo mà có rồi, tới bữa ăn cơm tự hiện ra, y phục cũ tự mất cái bộ này, tự đồ khác nó dính vô mình. Mặc không có cái chuyện dơ để đi giặt tốn tiền xà bông nữa, không có tốn tiền may, không có công đi mua lựa giải nữa. Phước mình tới đâu, y phục hiện tại đó, đó cụ túc. Còn bây giờ cái trình độ của mình ngang đâu, có xuất hiện mình tương ưng với một cảnh giới, một đạo tràng đó để mình được nghe thuyết pháp ở cái tầng đó. Không có lộn xộn căn cơ như bây giờ ở đây. Có những cái cõi tuyệt vời ở chỗ đó. Và một cái cõi giới nó hiện ra với đầy các căn cơ. Một vị Bồ Tát xuống pháp hội đó, thuyết một cái là tất cả những căn cơ đều được nghe. Mình nghe có một câu một mà các vị nói một câu một, mà tới từng căn cơ một trong đó sẽ hiểu theo kiểu của mình, để mình có thể công phu. Rồi các vị siêu xuất đến mức độ đó. Nhưng mình bây giờ thì mình không có nổi năng lượng này. Thấy chưa? Này là thuyết pháp bình thường, không có năng lượng này. Chứ còn nếu mà gặp các vị Bồ Tát là mình không có thể như vậy được. Còn nghe một thời là chúng ta có thể thay đổi được rất là nhiều. Và cái thế giới mà túc trụ này nữa, nó còn nhiều cái chuyện khác nữa. Tức là, nếu mà nói về cõi nước thì đương nhiên là thanh tịnh rồi. Thanh tịnh một cách tuyệt đối. Có là chúng sanh mà ở được trong cõi nước đó, không bao giờ tâm của họ có thể bị loạn được. Có những cái cõi giới như vậy, hoàn toàn ở trong cái cảnh giới thiền định, không có loạn, không có ra được khỏi cái định trong cái cõi giới như vậy. Cõi gần như cõi vô sanh, ở đây là chưa nói tới cõi vô sanh nữa, mà mình nói tới gần như cõi vô sanh. Có những cõi mà những người cái phước báo lớn, họ gần gần kề kề cận cận đó, và được các vị Đại Bồ Tát tới đó giáo hóa, thì họ ra vào cái cõi vô sanh là chuyện bình thường. Thật ra có những cái cõi giới mà đúng là mình không có tưởng nổi. Mình dùng cái tí tưởng tượng của hầm phu, mình tưởng không nổi đâu. Tại vì có những cái cảnh giới nó vượt ngoài cái
cái tâm tưởng của mình, những cõi thánh hiện trở lên là vượt ngoài tâm tưởng của mình. Và như vậy là trí biết thiên nhãn. Thiên nhãn thì dễ rồi, dễ không? Không dễ đâu, chứng thánh mới biết à. Thiên nhãn minh là sinh tử trí, có nghĩa là trí để có thể biết được tất cả chúng sanh chết đây, sanh đi đâu. Sau khi bỏ thân mạng là biết chắc là người này đi chỗ này, người kia đi chỗ kia rõ ràng. Chứ không phải thiên nhãn là cái mắt của trời để thấy cái này kia, không phải. Thiên nhãn minh là một trong ba minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh là cái gì nữa? Túc mạng minh, đúng không? Đó thì vậy là khi một người mà có được thiên nhãn để thấu suốt sinh tử thì mới được gọi là giác ngộ, mà chưa tới đây thì không phải là giác ngộ à. Nói chuyện sanh tử mà không biết, sanh tử của mình không biết mà sanh tử chúng sanh không rành thì không phải là một vị thánh. Chúng ta phải biết điều này. Dù là biết, ví dụ như biết mình ở đời trước mình ở đâu, đại khái là một cõi đó. Rồi bây giờ có nhiều người ở đây đi lạc xuống đây, ví dụ vậy. Thì bây giờ mình tới đây để mình dẫn mấy người này về cõi đó thì có phải là thánh chưa? Chưa, loại thần thôi, không phải là thánh. Nó là một đường khác, không phải là đường của đạo Phật. Quyến thuộc nó rủ nhau đi về cõi của nó. Còn cái đạo giải thoát thì khác, không có cõi để ta về. Không có cần cõi. Cái khắp thế giới này là nhà, không có cõi. Khắp cái pháp giới này là nhà. Cho nên thích đâu rồi đi đó, không ai rủ rê nữa, không có cần phải theo ai. Vì vậy là đạt được thiên nhãn có nghĩa là thấy được cái sinh tử của tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này, nếu là trí tuệ mà thực thụ của chư Phật. Còn các vị La Hán thì cũng thấy nhưng mà không có khắp được. Các vị La Hán thấy thì từ 84.000 kiếp trở lại, vượt qua 84.000 kiếp không thấy được. Còn các vị Đại Bồ Tát hoặc là chư Phật thì mới có thể thấy khắp, biết khắp, hằng hà sa số kiếp. Đó là cái trí, gọi là cái thiên nhãn trí, để thấy được sinh tử khắp muôn loài chúng sanh. Và trí lậu tận, lậu tận là trí. Thì các vị dịch lậu có nghĩa là không rò rỉ, có nghĩa là tất cả những cái mầm móng sinh tử là bây giờ nó gọi là tan biến, không bao giờ xuất hiện nơi tâm thức của mình gì đó, không phải đâu. Trí lậu tận là thánh trí. Khi mà thánh trí xuất hiện là thấy hết tất cả những vô minh sinh tử muôn vạn kiếp của mình, một phen thấy chuyên suốt và tắt liệm ngay tại đó. Chúng tôi dùng từ là thấy xuyên suốt, đó giống như là phải có đủ trí để thấy hành ấm. Thấy tận cái nguồn hành ấm thì hành ấm nó mới tắt. Thì tí lộ trận này cũng phải thấy tận cái nguồn hành ấm và tận cái nguồn của thức ấm. Những cái minh sa móng khởi nguyên sơ của mình phải thấy tận đầu thì mới gọi là thấy được tận nguồn sinh tử. Thì lúc đó là trí thấy, trí lộ tận là đúng. Chứ không phải là chứng được lộ tận thông, không phải vậy, là trí tuệ để thấy tận nguồn tất cả những cái mầm mống sinh tử muôn vạn kiếp của mình từ thở nguyên sơ cho tới bây giờ. Thấy tận nguồn đó một cái là sạch tất cả những cái chuyện sinh tử trong tam giới này. Gọi là trí lộ tận. Được giác ngộ, không có trí lộ trận này chưa được giác ngộ nha. Anh có thiên nhãn, anh có là túc mạng minh, anh có thiên nhãn minh mà anh không có lộ tận minh, chưa phải là người hoàn toàn giác ngộ. Dù là anh thấy sinh tử chúng sanh, đúng không? Dù là anh thấy hằng hà sa số kiếp ngược về trước của tất cả chúng sanh muôn loài, cũng như tương lai tất cả chúng sanh sanh đâu về đâu, nhưng chưa phải là người hoàn toàn giác ngộ. Chúng ta dùng từ là chưa hoàn toàn, tại vì chưa có trí lộ tận. Khi trí lộ tận này rồi là thấy tận cái nguồn sinh tử của chính mình. Đó, giống như tôi nói là mình đi con đường mà phá mười kiết sử, đúng không? Thì cái mạng là cái chỗ tận nguồn sinh khởi nguyên sơ để đi vào cái dòng sinh tử, là cái mạng đó, cái mạng ban đầu đó đó. Cái mạng đó nó chứ không phải, mạng đó mới thành cái họ mạng này. Cái mạng nguyên sơ đó mới dẫn tới cái mạng bây giờ của mình. Và khi mà các bạn bây giờ mà nó mong manh, nó mỏng tới, nó tiêu tan, nó chỉ còn có một cái chỗ nguyên sơ, nó còn trụ ở đâu đó trong cái dòng thanh tịnh của pháp giới này,
cả pháp giới thanh tịnh rồi, nhưng mà còn ẩn tàng một chút cái thọ mạng, một vi tế ngã chấp còn ở đó, và cái này phải được diệt trừ. Mà được diệt trừ là gì? Là thánh trí hiện ra. Khi thánh trí hiện ra thì tất cả những cái mê mờ, không phải là vô minh hôn ám như từ trước giờ mình hiểu đâu. Phá vô minh không có nghĩa là cái tâm tối, mà họ đã sáng đến mức độ tận cùng rồi, và chỉ còn một điểm này họ chưa thấy hết. Mà một điểm nguyên sơ móng khởi ban đầu đó vẫn được xem là vô minh của sinh tử, chứ không phải vô minh là mù mịt không biết gì như mình bây giờ. Mình bây giờ là vô minh dày. Mình là vô minh dày, đúng không? Còn cái lúc đó là người ta đã phá sạch hết tất cả những mầm móng sinh tử, chỉ còn một cái móng niệm nguyên sơ ngã chấp nhỏ nhiệm còn ở giữa một cái tâm thanh tịnh mênh mông kia kìa, mà được xem là vô minh chưa phá. Cho nên chứng A-na-hàm vẫn bị Đức Phật quở là ông này còn giải đãi. Mà A-na-hàm là đã sáng bừng rồi, đã có đầy đủ thần thông, mà Đức Phật vẫn còn chê là tại vì cái chỗ này anh chưa thấy, chỗ tận cùng của ngã chấp chưa thấy, mà nó là một cái điểm rất nhỏ, nguyên sơ, nhỏ nhiệm nhất. Thì đủ trí để thấy nó là nó tan biến. Và nó tan biến cái mạng này tức là vô minh hết. Vô minh hết là thánh trí hiện ra mới phá nổi, mới thấy nổi và phá chỗ này. Thì chỗ đó gọi là trí lộ trần, chứng A-la-hán. Đâu phải cái chuyện chứng A-la-hán là dễ đâu. Và cái này không cần phải trải qua thiền định. Con đường này là một con đường khác. Đường tứ quả thanh văn là một con đường khác, không cần phải trải qua thiền định giống như mấy cái tầng bậc định kia. Đây là một con đường khác của Đạo Phật. Mà con đường này mới là con đường chính thống. Đường này đi ít bị lầm, chứng chứng còn nguyên, không có lầm. Ví dụ như là từ đầu phá được thân kiến, không phá được thân kiến thì không có vô sâu được. Và nền tảng để phá thân kiến đi sâu vào con đường của thánh, hoặc đi sâu vào con đường thánh hiền là phải phá được thân kiến. Nếu chúng ta mà không có phá được thân kiến thì không có con đường nào chúng ta thành tựu cả. Do đó những cách tập luyện, những cách tu hành của họ mà tôi thấy nó ban đầu không đúng. Anh không có đường đó, anh phá thân kiến, anh không có lý luận gì, anh phá thân kiến cho tôi thấy đó. Đi vô sâu, anh đi vô đường nào đó, chứ không phải đường giải thoát của Đạo Phật đâu. Cho nên chúng ta phải học những cái nguyên tắc, những cái nền tảng cơ bản nhất của con đường giác ngộ của Phật Đạo là cái gì. Và chúng ta đủ kiến giải này để chúng ta không bị lầm với các đạo giáo đang có. Phải nói là nó mãnh liệt quá, nó lan rộng quá, nó cuốn hút quá, nó hấp dẫn vô cùng luôn á. Cái thời này là 21 là mấy ông thầy, mấy sư cô đi theo hết bây giờ. Tôi nói thiệt á, hấp dẫn lắm. Phật tử mình theo hết bây giờ. Theo thì đi đâu, chứ còn đi đến đạo giải thoát là khó. Mà nó rất rõ là bây giờ là hấp dẫn lắm rồi. Nó có những cái đạo giáo đó thiệt á. Và nó nói những cái ngôn ngữ của Đạo Phật giống lắm. Chúng tôi dùng từ là giống lắm là tại vì nó không phải đạo giải thoát, cho nên là tôi dùng từ là giống lắm. Và rất chuyên môn mới có thể nhận ra. Thành ra là chúng ta đi theo Đạo Phật mà thực sự để một cái ngày mà mình có được cái kiến giải chân chánh thì biết là chắc chúng ta phải lại Phật cho thiệt nhiều dùm cái đi. Đúng không? Lại Phật thiệt nhiều. Lại Phật, cầu Phật, chinh Phật, làm sao cho con có đủ trí tuệ để con có thể thấy hiểu đúng cái chân lý Đức Phật ngay trong đời này. Đừng bao giờ để cho con thấy lệch lạc đối với chánh pháp của Đức Phật, để con có thể hành trì đúng chánh pháp Đức Phật cho tới ngày đạt ngộ giải thoát. Lại cho nhiều đi, chứ không còn đường khác. Tại vì thấy mình không có cái cửa ngõ nào đó. Cái học đó thì mình cũng học rất là nhiều, nhưng mà có những cái rất là chuyên môn, tự nhiên tâm mình nó lơi lỏng, mình không có nắm bắt được. Và chính những cái chỗ này là do cái nghiệp của mình nó che chắn để mình không thấy nổi chân lý. Nếu mà nó mất là mình thấy rồi, nhưng nó che nó là mình mờ mờ. Tới nói cái chuyện chuyên môn thì mình cảm thấy nó mù mù mờ mờ kiểu gì. Đó là cái đoạn mà nghiệp nó che mình. Nghiệp nó che nó không có dễ đâu. Chừng nào mình phá vỡ được nghiệp tập thì chân lý sáng tỏ. Cho nên học pháp mà nói về nghiệp thì nó đủ sức để nó che chân lý, đủ sức để nó che cái sự nhận định đúng của mình, và nó còn bẻ lệch cái nhận định của mình thành lệch lạc nữa. Mặc dù nghe cái lời đó rất đúng chánh pháp, nhưng nó sẽ bẻ mình hiểu kiểu khác và mình hành sai. Nghiệp nó có những cái kinh khủng như vậy. Cho nên đó là mình phải học đạo phải rất là
thiết tha, không? Rất là thiết tha. Chúng ta phải thể hiện một cái sự khẩn thiết tầm cầu chân lý của mình, thể hiện sự khẩn thiết tầm cầu minh sư của mình. Phải làm sao thể hiện khẩn thiết cái việc mà quyết tâm tu tập đúng với chánh pháp của mình rồi thì mình mới hy vọng. Còn bây giờ còn lơi lỏng quá. Thật ra là đến đây nói về cái vô lậu này thực sự là trí. Đây là khi thánh trí hiện ra mới phá vỡ cái tận nguồn của sinh tử chứ không thấy nổi. Rồi có một vị thánh nói là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo nguồn nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Theo nguồn là phải tới tận nguồn này. Mình thấy rất rõ ràng nha. Tới đó rồi mình thấy rõ ràng là ảnh nhúc nhích, ảnh gợn lăn tăn cái anh khởi ra. Cái chỗ thanh tịnh rực sáng nó sẽ có một cái điểm rất nhỏ nó hiện ra để thành ngã chấp. Mà không thấy được ảnh là thua. Không thấy ảnh là ảnh sinh khởi ùng ùng là thành một chúng sanh đi trong sanh tử. Còn thấy tới chỗ đó mới hết được. Cho nên là chúng ta phải rất là trân trọng cái bài của cái tác phẩm mà Tây Du Ký ấy. Anh Ngô Thừa Ân rất là tư cách và rất là rõ ràng cho cái việc sinh tử này. Vì không ai thấy được cái đầu mối sinh khởi của ý thức, cho nên mới vẽ ra cái chuyện là con khỉ ôm cục đá nổ đùng ra. Con khỉ đó là cái kiểu đó là gọi là hữu chung mà vô thủy, cái chỗ mà sâu xa nhất không thấy nổi. Nhưng mà thực sự là phải hữu thủy hữu chung mới được, tức là cái chỗ nguyên sơ tôi phải thấy chỗ tận nguồn của anh. Người đủ trí để có thể thấy tận nguồn cái sinh tử này mới được gọi là có trí lậu tận. Còn không là không thấy. Không có cái tới thấy này thì không phải là người giác ngộ hoàn toàn. Muốn giác ngộ là phải thấy tới đây. Không có lậu trận tí thì không thành thánh trí được. Mà thực sự có thánh trí thì thánh trí đó chính là trí lậu tận này. Thấy một cái là sạch tất cả những sinh tử muôn vạn kiếp của mình liền. Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến thanh tịnh, trí lộ tận mà chẳng rời tất cả Bồ Tát hạnh. Cái câu này điểm làm sao là cái gì quý vị biết không? Tại thường đó là người mà đạt được cái trí lộ tận là gì? Chứng thánh quả là nhập niết bàn. Nhưng mà các vị nè, đạt được trí lộ tận rồi mà không rời tất cả Bồ Tát hạnh, có nghĩa là trong thập hạnh này, sau khi đã đạt được lậu tận trí rồi, tức là thánh trí đã hiện qua chứng được thánh quả rồi, thì sao? Cái lòng từ bắt đầu trải khắp trong tam giới này để cứu độ chúng sanh, với các vị không có nhập niết bàn. Nói vậy chứ không có vị thánh nào nhập niết bàn hết á. Trong kinh nói này nói kia mình nói cái kiểu như là cái chúng sanh của mình nó hiểu lầm. Giống như kinh Pháp Hoa, mọi người những cái đoạn đó chúng tôi cũng nói đi nói lại kỹ lắm. Không có ông thánh nào làm biến đâu. Nhưng mình làm biến chứ các vị thánh thương mình. Tôi thương như đứt ruột khi mà thấy chúng sanh lầm mê. Ta đã là vừa thoát khỏi sinh tử một cái đó ha. Với cái trí tuệ thấu suốt sinh tử ở mười phương pháp giới, tất cả chúng sanh muôn loài thấy sự trói buộc, sự trầm luân, sự đau khổ chúng sanh, không có ông thánh nào mà yên được hết á. Không có độn căn A-la-hán, đại căn A-la-hán gì ở đây đâu. Khi mình học mình hiểu tới rồi mình thấy có nhiều cái họ lý luận lầm nữa, giống như họ muốn phá đạo Phật kiểu gì ấy. Chứ không có chứng thánh quả A-la-hán, đạt được lậu trận tí rồi là không bao giờ rời tất cả Bồ Tát hạnh. Một câu khẳng định rất rõ ràng của một người đủ cái chuyên môn. Một câu nói này để thể hiện một người quá đủ chuyên môn của đạo Phật. Vừa chứng được lậu tận là không bao giờ bỏ bất kỳ một hạnh nhỏ nào để có thể cứu độ chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương. Cho nên là chẳng rời tất cả Bồ Tát hạnh. Chúng ta phải thấy cái giá trị của câu nói này để thể hiện là cái người này là trí tuệ tuyệt vời. Tại vì mình lâu nay mình nói là sao? Chứng thánh quả mà không có từ bi thì ông đó là thánh dởm. Thánh dởm. Ngay khi trí tuệ giác ngộ hiện ra là lòng từ hiện ra, cho nên là hạnh Bồ Tát không bao giờ bỏ rời. Đó là điều tuyệt diệu của đạo Phật. Chúng tôi phải nói như vậy, đó là điều tuyệt diệu của đạo Phật. Thì họ tới rồi, họ xong việc rồi là lo đi giúp người khác, chứ không có cái chuyện là hưởng riêng cho chính mình. Nhưng mà thật sự là các vị là vĩnh viễn được hưởng một cái gì rất là an lạc thanh tịnh.
của cảnh giới mà mình tới là đạt được cái trí vô lậu là hết chuyện phiền não, hết chuyện nặng nhọc, hết cái chuyện khổ đau, hết hết tất cả những cái chuyện mà mình đang có ở đây. Cho nên nhìn thấy mình còn nặng nề, mình còn è ạch đi trong sanh tử, mình còn khó khăn, mình bị dính mắc, mình lúng túng, mình bị bế tắc, mình không có cách thoát, mình thì vô minh tâm tối, mình khổ đau cuồng loạn, các vị thương lắm. Nhìn thấy là họ thông cảm, họ rất là thương mình, họ rất là đồng cảm với mình và họ tìm cách để cứu thoát mình. Và họ thấy là chưa phải như vậy, không phải chúng sanh là cái bên ngoài mình mà là tất cả những cái gì đó nó hiện trong cái tự tánh của mình. Còn đa số các vị thánh khi tới chỗ này là tâm từ hiển hiện và không bao giờ bỏ hạnh Bồ Tát. Tại vì sao vậy? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến thanh tịnh. Đó. Không có cái vị nào không muốn cho chúng sanh thanh tịnh. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền luôn luôn muốn cho tất cả chúng ta đều được thanh tịnh. Đó là cái, không phải là cái nguyện lực đâu. Cái này không còn là nguyện nữa nha, ngộ lắm. Tới đây không phải là nguyện, không phải là mình phát nguyện mình làm. Hồi phát nguyện là chưa tới đây á. Tới đây là không phát nguyện gì hết, ngộ lắm. Cho nên hồi xưa tôi đọc mà vô tán, vô nguyện á, tôi nói sao kỳ vậy ta. Bây giờ mình phát nguyện cứu độ chúng sanh rồi đó, mình phát nguyện mình thấy ngon lành, mà tới được đó là vô tát mà là vô nguyện nữa. Ủa sao nó kỳ vậy? Không hiểu cái đoạn đó là dứt khoát là mình không hiểu nổi, tôi thắc mắc lâu lắm á. Nhưng mà tới đây phải nói rõ ràng là không phải nguyện nha. Hay lắm, nó không phải là nguyện, mà giống như việc làm hiển nhiên vậy đó. Thì coi thánh trí là lòng từ hiển nhiên là phải làm là làm thôi, chứ không phải là trách nhiệm, nó không phải là bổn phận, nó không phải là tâm nguyện, nó không phải là nguyện lực. Cái hồi mình chưa chín thì nguyện tùm lum cứu độ chúng sanh muôn loài, bắt chước Bồ Tát mình cũng nguyện đủ thứ, đúng không? Nhưng mà thực sự tới đây nó không có nguyện gì hết. Cái việc mà tại vì khắp tất cả chúng sanh đang hiện ra cái sự đau khổ trước mắt mình, giơ tay cứu người này, giơ tay cứu người kia là việc hiển nhiên, chứ không có nguyện. Nó không có nguyện, nó không phải là tâm nguyện, mà cái từ lực, cái từ bi nó khiến trở thành cái hành động đó. Mà không phải trách nhiệm, nó cũng không phải bổn phận với ai. Nó tới đây là hết trách nhiệm, hết bổn phận rồi. Nó trách nhiệm bổn phận với ai trên cái chuyện làm, hoàn toàn không có trách nhiệm, mà là đầy trách nhiệm. Tức là không phải ai giao phó hết, nhưng mà đầy trách nhiệm để cứu vớt chúng sanh. Một điều rất là lạ, nó vượt hết tất cả những cái kiểu phàm của mình. Giống như người trên phân công mình, rồi mình làm với tất cả những cái gì để hoàn thành cái trách nhiệm của người trên giao. Không có chuyện này. Nó không phải là trách nhiệm, nó cũng không phải là bổn phận, nó cũng không phải là nguyện lực nữa. Mà nó là một cái gì rất là hiển nhiên trong cái từ tâm, kỳ cục lắm. Cái này không phải nói theo cái kiểu của mình được. Mà mình dùng cái từ tinh tấn cũng không được nữa. Tại vì việc các vị không bao giờ dừng nghỉ một mãi may nào hết đó, không có nói chuyện tinh tấn nữa. Không phải là tinh tấn của Phật Đạo nữa. Nó cũng không phải là nguyện, nó không phải là bổn phận, nó không phải là trách nhiệm. Nhưng mà cứu vớt tất cả chúng sanh muôn loài là không bao giờ dừng nghỉ. Một điều rất là lạ mà tận tụy, tận tình, tận lực, tận tâm. Cái gì tận là các vị làm hết. Là vậy đó. Thật ra khi mà mình hiểu rồi hoặc rồi cái mình chỉ đứt ngồi mà khóc đối với các vị Bồ Tát thôi. Mình xúc cảm, mình có thể đảnh lễ khóc các vị bất kỳ giờ phút nào. Mình thấy cái cách mà các vị đi vào trong tam giới này không bao giờ có một lúc muốn dừng nghỉ, không bao giờ rời cái hạnh độ sanh một lúc nào hết, và không bao giờ bỏ rời bất kỳ một chúng sanh nào. Phải nói là rất là tận tụy với tất cả chúng sanh muôn loài, nó trở thành da, thành thịt, thành máu mủ, thành thân phần của các vị rồi. Cho nên các vị chăm sóc giống như chăm sóc cái bản thân của chính bản thân mình. Một chỗ nào đau, một chúng sanh đau là thân phần Bồ Tát bị đau vậy. Nó xem là toàn pháp giới là toàn thân của các vị. Cho nên chỗ nào nhiễm nhơ, chỗ nào bệnh tật là chỗ đó bị đau là các vị sẽ đau. Thành ra là phải làm sao để cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được giác ngộ là các vị mới hết việc để làm. Nhưng mà chừng nào trong pháp giới này hết không biết. Thôi chúng ta nghỉ ha, chiều chúng ta hành tiếp. Yeah.
Amen.